nhưng mà cô sẽ ráng cô giúp các bạn hết mức có thể ha. Rồi, thì như các bạn đã biết là chúng ta đang ôn thi B1 là cái gọi là PET đó. Em thích thì em đi lên mạng á, em gõ cái chữ PET đó là PET ha, thì các bạn sẽ tìm được rất rất là nhiều bài đọc ở trên mạng. Nhưng mà thường thì tụi cô hay khuyến khích là chúng ta học lớp ôn là ôn cấp tốc, ôn một tháng xong rồi thi luôn. Cho nên là thay vì là đi lên mạng đọc tài liệu làm thêm thì ráng học cho kỹ cái quyển của mình đi đã, cái bộ tài liệu của chúng ta ráng học cho kỹ. Xong rồi ai mà giỏi á, muốn làm thêm đề thì mới đi lên mạng để học, tránh tình trạng là học nhiều quá rồi vô thi lỡ thấy nó quen quen mà không thuộc đáp án nha. Rồi, chúng ta sẽ giải quyết với phần reading của mình. Thì các bạn biết rồi đó, vô thi thi đọc em sẽ có 45 phút để thi. Các bạn sẽ bắt đầu phần thi vào buổi sáng, bình thường á thi trực tiếp ở trường thì bắt đầu vào lúc 7 làm bài thi nghe, sau đó các bạn sẽ làm bài đọc, xong rồi các bạn làm bài viết, rồi cuối cùng là làm bài nói. Thì bài đọc của mình sẽ là phần thứ hai trong buổi thi, thì mình sẽ làm trong thời gian 45 phút. Rồi, với 45 phút đó các bạn sẽ có 6 phần phải làm. Phần thứ nhất là phần dễ nhất. Cô bảo phần này vô thi dành ra 5 phút để làm 5 câu. Em còn lại 40 phút thì để giải quyết cho 5 cái phần ở phía sau. Tại mấy phần sau nó khó hơn, nên cái phần đầu nó dễ, ráng làm cho đúng ha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm là đề số 2. Thì đề này các bạn đã nhận được ở trên Google Classroom, cô Khanh đăng lên cho em rồi. Bạn nào mà chưa đào về thì đi, mà chắc là đào hết rồi, tuần trước học rồi thì giờ biết rồi ha. Rồi, chúng ta sẽ nói phần này là phần gì mà tại sao cô lại kêu nó dễ nhất. Vào thi các bạn sẽ có 5 câu. Họ sẽ cho em một cái hình ở bên tay trái. Thường cái hình này sẽ là những cái bảng ghi chú, tức là những cái hình này không đúng về ngữ pháp. Người ta sử dụng giống như dạng tiếng Anh bồi của mình á, tức là mình nói sao ngắn gọn thôi. Mình kêu hỏi là không đậu xe thì mình kêu là no park, kiểu là nói ngắn gọn, không có đúng ngữ pháp truyền thống. Thành ra phần này là đọc lấy ý tưởng chính làm bài nên nó dễ. Rồi, phương pháp để làm phần này là như thế này. Thường á là mình nhìn vô mình sẽ để ý cái chữ nào mà quan trọng mình quan tâm tới nó, chữ nào không quan trọng thì lơ nó đi. Đó là quy tắc cơ bản của reading. Vậy với phần này nha, chúng ta đang coi cái ví dụ, thì cô giảng cái ví dụ để các bạn làm những bài tập sau cho nó dễ. Cái ví dụ này vừa nhìn vô mình sẽ thấy ngay nó có chữ là no bicycle, tức là nó liên quan tới chuyện là no là không nha. Bicycle là cái xe đạp, ai cũng phải biết. Vậy bây giờ giả sử vô thi em không biết chữ bicycle là cái gì, em chỉ cần thấy là cái hàng đầu tiên nó ghi là no bicycles, thì bây giờ mình phải nhìn ở bên đáp án ABC coi cái nào mà không giống thì bỏ nó đi. Vậy các bạn sẽ thấy cái hàng đầu tiên, hàng A của mình đó, là mình có chữ bicycle và có chữ not. Not với no nó cũng na ná nhau, đều là không hết. Hàng B của mình cũng có chữ bicycle với lại chữ not. Như vậy AB là khả năng là đáp án đúng nè. Còn câu C mình chỉ tìm thấy chữ bicycle nhưng mình không thấy chữ no. Như vậy câu C bỏ ta rồi, bỏ nó đi. Rồi, quay về bên này, quay lại cái bảng bên tay trái của mình nha. Bên tay trái của mình sẽ có chữ class. Còn có mỗi chữ này thôi, chữ please thì em đừng quan tâm nữa. Chữ against, thấy chữ này lạ lạ quá, không biết, ta biết mỗi chữ class thôi. Thì bạn nào mà học tiếng Anh chắc cũng biết class 1 nghĩa là cái ly uống nước của em đó. Nếu không thì mấy bạn hay đeo kính đó, kính cận, kính mát gì cũng là class. Vậy nôm na cái class này sẽ là thủy tinh, là kính. Vậy chúng ta kiếm trong hai đáp án A với B cái nào mà giống nó nhất thì mình chọn. Thì mình thấy ở câu A của mình nó có chữ window. Window là cái cửa sổ, vậy thì cái cửa sổ nó làm bằng kính. Thế hai câu này giống nhau, vậy chọn nó. Vậy thôi, hoàn toàn không hiểu gì hết trơn. Rồi, có những bạn mà nếu mà không biết chữ window là gì thì lại kêu cô ở câu B nó cũng có chữ area thì sao? Thì thật ra là area là một khu vực, area nó bự hơn em ạ. Nó là nguyên một cái khuôn viên. Ví dụ khuôn viên trường Đại học Đà Lạt cũng gọi là the area. Nhưng mà class chỉ là một cái thứ cố định thôi, nó chỉ là một cái phần nhỏ của cái area, cho nên là câu B nó sai tại vì nghĩ nó rộng quá. Đó, rồi xong. Ok chưa? Hiểu ví dụ không vậy? Giả bộ hiểu nhắn giùm cô cái ok cho cô biết cô đi tiếp cái. Thấy cô nói nhanh quá thì la làng lên nghe. Rồi, cảm ơn em. Rồi, chúng ta bắt đầu vào câu thứ nhất ha. Thì một câu các bạn sẽ có một phút. Cô để cho các bạn một phút để các bạn làm câu này. Mẹo là mấy cái to from này lơ lơ bớt đi. Cái mình quan tâm á, là từ cái chữ Monday in đậm á, cái nội dung chính á. Còn cái phần to from lơ nó đi. Rồi, cô canh cho em một phút để các bạn đọc ba câu ABC. Đọc cái khung bên tay trái, coi cái nào quan trọng, tìm coi bên phải, nào không có, bỏ đi. Rồi, loại ra đáp án đúng. Một phút, bắt đầu. Cô vậy à, các bạn chọn câu C, các bạn hai bạn chọn câu C. Ủa ta sang T C không vậy, có ai chọn câu khác câu C không, sang C thôi hả? B, ừ còn chọn câu A luôn đi cho rồi, còn câu A nữa kia.
Rồi, đây. À, cô sửa bài cho các bạn ha. Vậy thì ở câu này nha, cái mà mình đang quan tâm á sẽ là cái phần ở phía dưới thôi, còn phía trên mình không quan tâm. Thì đầu tiên, câu đầu tiên cô đọc cái chỗ mà mình đây 6 năm đó là ngày 6 tháng 5 ngày thứ hai gì đó. Cô nhìn hết bên tay phải không thấy, lơ nó đi. Câu đầu tiên nha, can I remind you that all essays are due this Friday? Như vậy cái chữ đầu tiên cô cần phải để ý là chữ essay với lại chữ Friday. Đó là hai cái chữ mà trong câu này mình thấy hai chữ này quan trọng. Can I gì đó du du gì bỏ qua đi. Chúng ta chỉ quan tâm cái chính thôi. Thì cái chính là chữ essay với chữ Friday. Thì em phải nhìn ở bên tay phải. Ba đáp án A, B, C các bạn sẽ thấy câu nào cũng có essay Friday. Như vậy câu đầu tiên không giải quyết gì được hết. Rồi lơ câu đó. Câu thứ hai nha. Chúng ta sẽ có chữ no late. Thường mấy cái no no not not thì nhớ để ý. Chúng ta có chữ no late, late là trễ. Vậy mình đang có một cái gì đó thứ sáu. Rồi no late là không trễ. Rồi tiếp tục nó có một chữ unless. Và nó có thêm một chữ doctor's letter. Như vậy các bạn nhìn thấy chữ unless thì thường các bạn sẽ chọn câu C. Tại vì hai chữ unless nó giống nhau. Tuy nhiên mình phải kiểm tra đáp án của mình. Ở câu C, unless là có, essay là có, Friday cũng có. Nhưng vế sau nó bảo là do not need to reply. Mà bên này nó kêu là no late là không được trễ. Mà bên này các bạn biết là reply các bạn hay kêu là rep đó, là trả lời cái tin nhắn đó. Mà chỗ này, ủa, do not reply là không trả lời. Bên kia là no late, không trễ. Bên này no reply, không trả lời. Là sai mất ý rồi. Cho nên câu C không đúng đâu. Rồi chúng ta phải kiểm tra coi. Vậy cái chỗ nào mà có not late, có unless với lại doctor's letter. Thì em nhìn lại câu A và câu B. Ở câu A thì chúng ta có chữ essay, có Friday. Nhưng hoàn toàn không có gì late, late hay là doctor hay unless gì hết. Câu A cũng sai luôn. Vậy A sai, C sai. Đáp án đúng của mình là câu B. Bây giờ phải kiểm tra coi có chắc là câu B không? Lỡ vô thi mình nhìn vậy mà đáp án không phải thì sao? Thì mình nhìn câu B nha. Câu B các bạn có chữ essay nè, có chữ Friday là ok rồi nè. Sau đó trong câu B nó có một cái chữ là illness. Các bạn biết là ill là bị ốm đó, bị bệnh. Như vậy khi mà illness ở đây là bị bệnh. Bị bệnh chính là bác sĩ đó. Doctors là bác sĩ. Có thư của bác sĩ, tức là có giấy xác nhận của bác sĩ. Mình chỉ đến bác sĩ khi nào mình bệnh thôi. Cho nên chỗ này đáp án đúng của mình sẽ là câu B để nối với câu này. Thì so với câu lúc nãy nó dễ, câu này nó khó hơn tí xíu. Thường 5 câu sẽ có 3 câu dễ, 2 câu là hơi khó khó. Cái câu này là câu hơi khó khó. Nhưng mà mình suy được. Mình chịu khó mình quan sát chút xíu, mình loại đáp án sai đi thì mình sẽ suy được ha. Rồi, bạn nào sai thì rút kinh nghiệm nha. Ừ, đó cũng được mấy bạn làm đúng nè. Rồi, câu thứ ba nha. Ở câu thứ ba của mình, em ơi, lát cô sẽ gửi lại cái slide này cho các bạn luôn. Cô gửi lại vào Google Classroom. Lỡ đứa nào nó nghỉ học thì nó vô nó lấy được. Thành ra các bạn không cần chụp màn hình đâu. Các bạn chỉ cần ngồi nghe và hiểu là được. Còn nếu mà chỗ nào mà không hiểu kịp thì ghi lại. Cô không có thu âm nha. Các bạn thích thì các bạn tự ghi lại nếu cần ha. Rồi, câu này dễ nè. À không, câu này cũng dễ lắm. Câu này cũng bình thường. Câu này cũng là câu hơi khó khó, cũng dễ lắm. Rồi, cho các bạn một phút nha. Đọc kỹ. Loại trừ là ra thôi em ơi. Loại trừ đáp án đi là sẽ ra được nha. Một phút bắt đầu. Là cái chữ mà in đậm nó to đùng mà ai cũng thấy là chữ city buses. Vậy thì các bạn sẽ kiểm tra coi bên này chỗ nào có cái city chính là cái bus đó, còn cái city chỉ là xe buýt trong thành phố thôi. Cô đang cần nhất là cái chữ bus đó. Vậy thì em nhìn câu A nó có city bus là đúng nè, câu B nó có chữ bus nè, nhưng mà câu C nó lại cái gì đó là ticket ready check in, đại là câu C không có cái chữ bus. Như vậy câu C sẽ là sai, mình loại được câu C đầu tiên. Rồi cái tiếp theo, bắt đầu nhìn dòng thứ hai nha. Dòng thứ hai thì họ cho mình là cái please gì đó không quan tâm, mình sẽ quan tâm cái chữ mà là lạ nổi bật thôi. Please have ready the for gì đó em đừng quan tâm, em sẽ quan tâm cái chữ chính giữa, cái exact fair đó. Vậy bây giờ mình có cái exact fair thì mình còn hai câu A với lại câu B. Thì mình nhìn vô mình sẽ thấy câu A nó có chữ giống câu đề bài kìa, câu A nó có chữ exact kìa, mà đâu mà dễ dữ vậy, đề đâu mà dễ quá vậy trời, cũng phải hơi hơi lừa nhau một xí chứ. Thì mình coi kỹ nha. Từ mà bên tay trái mà mình xác định đó là chữ exact fair, còn bên này là exactly và đi với chữ the same. Vậy thì cho là chữ exact và exactly nó giống nhau đi, nhưng mà cái the same nó không thể là cái fair được. Một bên các bạn biết là same same là giống nhau đó, lúc nào mình kêu tiếng Việt mình là nó same same.
Như vậy chỗ này đang là cái phe mà sao ra xem được. Vậy câu A cũng sai rồi. Thì khi câu A sai, câu C sai, đáp án còn lại sẽ là câu B. Nhưng mình cần phải kiểm tra, chắc chắn là mình không làm sai. Thì em kiểm tra thế nào? Em đọc câu B, em sẽ thấy câu B nó sẽ có cái chữ là correct. Correct là đúng, exact cũng là đúng. Vậy hai cái chữ này là đồng nghĩa. Rồi chúng ta có cái chữ fair thì nó bên kia sẽ là chữ money. Là nếu mà mình có từ vựng á, thì mình biết chữ fair này là cái tiền làm đi xe đấy. Cái phí các bạn đi xe phương trang, rồi các bạn đi xe buýt đó, cái tiền mà em trả. Nếu em đã đi xe buýt trong thành phố thì phải chuẩn bị cái tiền lẻ cho họ, chuẩn bị đúng cái số tiền đó vì họ không có thối cái tiền thừa cho em được. Thì chỗ này mình sẽ chọn đáp án đúng là câu B. Bạn cần cái số tiền chính xác khi bạn đi lên xe buýt. Đó là nếu mà em biết nghĩ thì nó dễ hơn. Còn mà không biết nghĩ thì làm như cô nói. Bỏ câu C vì không có từ bus. Bỏ câu A tại vì nó là the same chứ không phải là chữ fair. Thì chọn lại đáp án cuối cùng là câu B. Rồi ai giỏi hơn tí thì đó là correct, exact nó giống giống nhau. Thì mình chọn đáp án đúng là câu B nha. Rồi, câu thứ ba nha. À, câu này chắc là có vẻ dễ hơn một chút nè. Rồi, các bạn làm câu này thử. Nhanh dữ chưa? Có vẻ đúng hết rồi đó. Cô thấy đưa lên bốn đáp án là năm đáp án là đúng hết trơn rồi đó, giỏi rồi đó. Rồi vậy ở câu này thì sao? Cái đầu tiên mình quan tâm là chữ in hoa, họ viết cho mình là chữ players wanted kìa. Đầu tiên nó có chữ in hoa là chữ players wanted. Thì mình phải kiểm tra coi bên này cái chỗ nào có cái chữ player gì đó. Thì em biết là player là người chơi đó, tức là mấy cái thành viên. Vậy ở câu A mình sẽ có chữ player là phải chọn rồi nè. Câu B nó không có chữ player nhưng mà nó có chữ members, vậy cái này cũng đúng luôn. Rồi tới câu C thì nó sẽ thấy à câu C nó không có liên quan gì hết trơn, không có cái chữ player sẽ là chữ members, vậy câu C sẽ là câu sai. Rồi nếu mà bạn nào để ý thêm một xí nữa thì trong đề bài nó còn cái tên riêng, cái Barton College, thì cái tên này nó lại xuất hiện là ngày Friday, mà bên này ghi today thì nôm na nói kiểu nào nói câu C nó sai rồi. Rồi bỏ câu C đi, còn lại câu A và câu B ha. Vậy cái người ta đang quan tâm ở câu A với câu B là gì? À, ở chỗ này chúng ta ở bên tay trái của mình nha, chúng ta sẽ có cái mà dễ nhìn thấy tiếp là chữ du in hoa, nhưng mà du in hoa thì không có nghĩa lờ. Cái tiếp theo dễ nhìn thấy là cái 3 giờ chiều 3 p.m. bên tay phải nó không có giờ giấc, lờ nó luôn. Vậy cái cuối cùng còn phải để ý bên tay trái là what này là cái gì đó không biết nè, nhưng mà level là trình độ nè, là cái game các bạn biết là level đó, cái trình độ, cái mức độ của mình. Whatever your level, tức là bất kể là em có ở cái trình độ nào đi nữa cũng được. Rồi bây giờ vô thi mà giả sử không dịch nghĩ được như cô, không sao hết trơn. Quan tâm nó là chữ whatever your level đúng không? Bắt đầu nhìn câu A. Ở câu A chúng ta sẽ có cái chữ là players, nhưng trước chữ players là chữ experience. Thì em hoàn toàn không nhìn thấy chữ đó bên tay trái. Vậy câu A luôn. Bạn nào mà có từ vựng á thì biết chữ này là chữ kinh nghiệm, ý là những cái người cầu thủ mà chuyên nghiệp đã có kinh nghiệm. Còn ai không biết thì thôi lơ đi. Cứ có 1 phút để làm thấy chữ này không có, sai. Rồi chúng ta sẽ quan tâm tới câu B. Câu B là câu cuối cùng, khi A sai, C sai thì mình chọn câu B. Vậy tại sao câu B ở đây nó lại đúng? Nó có chữ members đồng nghĩa cho chữ players ở trong bên tay trái. Và bên này họ bảo là not enough là không có đủ người vào ngày thứ sáu. Thì mình nhìn bên trái mình sẽ thấy có cái Friday's Basketball Match là vào ngày thứ sáu, trận đấu bóng rổ. Thì họ thiếu người cho nên họ cần mình vào. Bất kể mình có ở cái trình độ nào họ cũng nhận mình vào. Thì đáp án đúng mình chọn là câu B. Ha. Rồi. À, bạn nào không hiểu là hỏi lại nha, để cô giảng lại nha. Còn mà im lặng là hiểu hết rồi đó. Rồi câu 4 nè, 1 phút để làm câu 4 nha. Đáng làm đúng giống lúc nãy nha. Cô làm nhanh dữ. Ừ mà sao không biết thấy có mấy người này nhắn tin hoài hả ta? Đây là thành viên top của lớp hay gì ta? Thấy cái tên mấy bạn này quen quá vậy. Mấy bạn các bạn.
khác mà không theo kịp thì nói nha. Tình hình nãy giờ mấy bạn này trả lời hơi nhiều, cô đoán chắc là mấy đứa này là mấy đứa giỏi của lớp rồi đó. Cho nên bạn nào mà tự thấy là mình không giỏi hoặc là không hiểu là phải hỏi nha. Không tiền học là được quyền hỏi đó. Rồi chúng ta sẽ sửa đáp án ha. Câu số 4. Vậy cái đầu tiên khi mình nhìn vô câu 4, mình sẽ thấy là cái chữ mà cô sẽ quan tâm, cái tên riêng cô bỏ nha. Mấy cái tên riêng coi như là không quan tâm, mình chỉ quan tâm cái ý chính thôi, cái printers thôi. Vậy mình phải kiếm đáp án ở bên kia, cái chỗ nào có cái printers thì mình chọn nó. Nhìn vô thấy ngay câu A, khỏi mất công suy nghĩ nhiều. Rồi, còn bạn nào mà giỏi hơn một tí xíu nữa thì bạn sẽ cẩn thận hơn. Người ta sẽ có cái bạn Jasmine này muốn cái nhân vật là Gareth này làm cái gì, thì muốn người ta làm gì phải có câu yêu cầu. Vậy bạn nó sẽ thấy ở bên tay trái có được không? Vậy nó là cái gì? Nó sẽ là cái chữ xuất hiện đằng trước á. Một là cái printer, mà hai là cái ink. Nhưng mà ink đúng. Đáp án duy nhất phải chọn sẽ là cái printer cho cô đó. Thì tùy em nhanh mắt thì em chọn được liền từ printer, em chọn câu A. Em cẩn thận, em giỏi, em thấy được nguyên câu hỏi, can I fix it thì em ra, can you fix it thì em ra được câu A. Cái nào cũng được, miễn sao A là tốt rồi. Rồi, câu cuối nè. Câu 5 này hơi khó hơn câu 3, câu 4 một xí xì xì. Rồi, làm thử câu 5 nha. Cảm ơn mấy bạn mới nhắn tin rồi kìa. Cảm ơn các bạn. Rồi chúng ta sửa đáp án thử ha. Kêu khó khó chứ thấy làm đúng hết trơn rồi đây. Rồi, ở câu số 5 này, ở bên tay trái, cái đầu tiên mà cô nhìn vô cô sẽ quan tâm, nó sẽ là con số 2. Tại vì cô xác định là cô không giỏi tiếng Anh. Khi mà vào bài lúc đầu, mình đâu có giỏi đâu. Cái nào dễ mình nhìn trước. Vậy cô sẽ thấy cái đầu tiên cô nhìn thấy là chữ 2 hours. Đây là cái dễ thấy nhất. Vậy bây giờ mình kiếm bên đáp bên tay trái còn có nào có 2 hours không? Thì cả câu A, B, C, câu nào cũng có. Rồi, cái 2 hours này không giải quyết được rồi. Lơ nó đi. Vậy bây giờ mình nhìn tiếp, đằng sau nó có chữ gì? Visit castle gì đó đúng không? Rồi, em sẽ nhìn bên tay phải của mình. Câu A, câu B, câu C đều có cái castle visit gì đó. Ở câu A là có chữ castle nè. Rồi tới câu B là có chữ visit castle rõ ràng luôn. Câu C thì visitors castle. Vậy cả ba câu đều đúng. Chỗ này không giải quyết được luôn. Khi chữ to không dùng được, cuối câu là castle cũng không xài được, thì cái chữ cuối cùng các bạn còn có thể xem được là chữ at least. Thì cái này các bạn hay kêu là at least đó. Các bạn hay nói là at least gì của các bạn? Ít nhất. Vậy người ta bảo là ít nhất là 2 giờ. Có nghĩa là ít nhất là 2 giờ và nhiều nhất là bao nhiêu đó trên 2 giờ. Thì bây giờ mình coi câu A. Câu A người ta bảo là less than là dưới 2 giờ là sai rồi. Bên kia là ít nhất là 2 giờ mà bên này kêu less than là câu A sai. Rồi, câu B nó cho mình là 2 giờ là con số tối thiểu, nghĩa là nhiều hơn cũng được. Vậy đây sẽ là đáp án đúng của mình, là chọn câu B. Câu C sai là tại vì chữ only. Only là chỉ cho 2 giờ, trong khi bên kia nó kêu là ít nhất 2 giờ. Đó, rồi, là xong. Câu vô thi với thời gian là 5 phút. Các bạn cố gắng là mỗi câu em làm 1 phút. Cũng đừng có các áp lực căng thẳng gì hết, cứ làm bình thường thôi. Nhưng mà em để ý là phần này thường cô sẽ không dịch. Cô chỉ nhìn bên tay trái, xong cô qua cô tìm bên tay phải. Thì các bạn phải tin là trong 5 câu nó sẽ luôn luôn có 3 câu dễ, là 3 câu đó chắc chắn mình phải làm được. Còn 2 câu là kiểu là hơi hơi khó khó hằng xí, cần phải động não. Vậy thì em vô thi em cứ giữ tâm lý thoải mái, thôi thế nào cũng có 3 câu dễ, mình ráng mình làm đúng 3 câu dễ, rồi 2 câu mà hơi khó khó thì mình suy luận một tí là mình sẽ làm đúng. Đây là trường hợp mà lỡ xui xui vô thi lụi bê hết luôn. Thật ra là cô không có chuyên dạy reading cho nên cô không có dám nói với các bạn, nhưng mà sau khi các bạn ôn hết 5 buổi học, các bạn nhìn trong cái quyển tài liệu ôn đó, em coi cái phần này đáp án các giáo viên sửa như thế nào. Nếu như mà sau khi các bạn vô mà các bạn thấy ôn hết 5 ngày học ha, 5 tuần của mình, các bạn thấy là đa phần đáp án phần 1 là B nhiều, thì vô thi khi em bí em lụi B từ hết từ trên xuống dưới là đúng.
Tuy nhiên là nếu mà chỉ có một đề này thì không nói được nha. Phải dựa vào tất cả 5 cái đề cùng học thì mới suy ra được. Tại vì xưa nay cô không luyện điêu đinh nên cô không biết. Có một số môn cô luyện thì cô sẽ biết là à, cái nhóm đề đó thường cái câu đó nó sẽ ra nhiều hơn. Thì cô nói với các bạn. Còn bây giờ thì các bạn chịu khó tự để ý đi. Nhưng mà bây giờ vô thi á, mà nếu mà ra lại bài này thì quá dễ rồi. Làm rồi nhìn một lần là quen à. Thì khi các bạn ở nhà các bạn học bài làm sao? Phần này nó chỉ có 5 câu thôi. Mà 5 đề là có 25 câu thôi. Nó dễ lắm em. Các bạn về các bạn sẽ nhìn vào cái hình bên tay trái. Các bạn nhìn cái hình hoặc là cái chữ. Ví dụ như các bạn nhìn ở bên này, các bạn thấy cái gì printer hoặc là cái gì players wanted gì đó. Nói chung em không cần học thuộc. Nhưng mà em nhìn từ từ nó quen. Em nhìn cái hình bên tay trái, xong em nhớ là đừng có nhìn cái chữ ABC nha. Phải đọc cái đáp án á, không cần thuộc lòng, nhưng chỉ nhìn nó cho nó quen thôi. Kiểu là khi mình ra đường mình thấy cái người này, nó quen ghê á, mình gặp nó ở đâu rồi đó. Là chỉ cần vậy thôi, không cần nhớ kỹ. Ví dụ như cô sẽ nhìn bên tay trái là players wanted, whatever your level, là những cái cô gạch. Gạch vừa để mình làm bài, vừa để mình dễ nhớ. Xong cô sẽ đọc đáp án ở bên tay trái. Phải cho quên, cô sẽ đọc là not enough team members available on Friday, tức là cô đọc qua một lần như vậy. Xong khi vô thi, nếu giáo viên ra lại cái hình này, mình sẽ kêu là à, tôi từng thấy nó rồi, thì mình sẽ ra được đáp án. Đọc một câu đáp án thôi, đừng có đọc hết ABC mà nó lộn. Ví dụ kiểu là câu A sai là tại vì experience nè, bỏ câu A nè. Câu C sai là tại vì cái Barton College là today nè. Em đừng học kiểu đó. Đó là cô dùng để cô giảng cho em thôi. Còn em học em cứ việc players wanted bên kia not enough members là ok. Là xong. Thì nếu mà vô kiểm tra đi thi đó mà người ta ra lại trúng câu nào thì mừng quá, mình khoanh đáp án cho mau. Mà giả sử nó không trúng thì không sao, phần này dễ, tôi xử được ha. Rồi, chúng ta chuyển qua phần thứ hai nha em. Ở phần thứ hai của các bạn á thì phần này tưởng là khó nhưng mà một câu một đáp án hả em? Ok Uyên chờ cô xí, tôi lui. Rồi, câu 1 đây. Câu 1 của mình, đáp án của mình sẽ là câu B. Câu 1 là câu khó, trong 5 câu này thì câu 1 là câu khó. Cô giảng lại cho các bạn nào mà vào sau nha. Rồi, ở phần này ở bên tay trái đó thì các bạn sẽ có là chỗ ở to from thì cô không quan tâm. Cô sẽ thấy cái chỗ in đậm ngày thứ hai 6 tháng 5, bên tay phải nó không có nên cô lơ luôn. Cô đọc câu đầu tiên, Can I remind you that all essays are due this Friday? Thì cô nhìn vô câu này, cô sẽ thấy cái chữ essay với lại chữ Friday là hai cái chữ thì can I you rồi mấy đó nó không quan trọng lắm. Mình đi tìm những cái danh từ, thường là danh từ, tính từ và động từ là từ quan trọng. Nên thường cô sẽ đọc danh từ trước, sau đó cô sẽ đọc tới tính từ và cuối cùng là cô coi động từ hoặc trạng từ. Rồi, bắt đầu câu này chúng ta có chữ Friday với essays. Thì cô sẽ thấy là câu A nó có essays Friday. Câu B cũng có essays Friday. Câu C cũng là essay Friday. Dù chữ essay không có S thì vẫn có nó. Như vậy cái ý này không giải quyết được thì cô lơ câu đầu đi. Cô đọc câu thứ hai. Ở câu thứ hai nó có ba chữ no late. Cái thứ hai là chữ unless và cái thứ ba chữ unless nằm ngay câu C. Cho nên nhiều bạn nhìn thấy cái unless các bạn chọn câu C thì chỗ này nó bị sai, câu C bị sai. Lý do là câu C có chữ unless, có essay, có Friday, nhưng nửa sau của câu C là chữ not need to reply. Bên đề tay trái nó không có cái ý đó. Bên tay trái nó kêu no late chứ nó không có kêu là not need to reply nên câu C sai, bỏ. Rồi, còn câu A và câu B thì chúng ta nhìn câu A. Câu A của mình nó có cái chữ là post student's essay Friday gì đó, nó không có cái no late với cái doctor's letter. Nhưng mà câu B nó có cái chữ là illness. Ill là bị ốm, illness là bị bệnh. Vậy cái bị bệnh này chính là cái chỗ của bác sĩ. Em chỉ bị bệnh em mới đi gặp bác sĩ thôi chứ không em tới đó làm gì. Cho nên chúng ta chọn được án của mình là câu B ha. Rồi thì câu này hơi khó, giảng kỹ lại cho ai vào trễ đó. Là xong nha. Vô thi là coi như phần 1 là ổn. Đi thi là xác định phần 1 là tâm thế phải thật thoải mái. Tại vì ở nhà mình đã xem qua 5 cái đề rồi. Cho nên vô mà chỉ cần nó ra lại bất cứ cái nào là mình quen mắt là mình chọn được ngay. Còn giả sử mà vô mà đề thi nó ra mới toanh hoàn toàn thì cứ bình tĩnh mà làm. Được. Rồi, chúng ta chuyển qua phần thứ hai nha. Được, các bạn nó lụi chọn C đó chưa? Lụi B, lụi C thôi, cái màn lụi là lụi mấy đứa về tự xử nghe, cô không giải quyết cái vụ lụi đâu. Rồi, chúng ta qua phần thứ hai. Ở phần thứ hai thì thường các bạn nhìn vô các bạn sẽ khá là sợ cái phần này. Lý do là như thế này. Trong đề họ sẽ cho mình 5 câu từ câu 6 tới câu 10. Tương ứng với 5 câu đó là các bạn sẽ có 5 cái gương mặt, 5 cái người trong đó và 5 cái tên riêng.
Thì họ khó ở chỗ là nó cho em 8 cái tình huống ở phía dưới. Đây nó sẽ cho em 8 cái đoạn đọc A, B, C, D, E, F, G, H gì đó. Nó có tới 8 đoạn này. Nên các bạn nhìn vô các bạn thấy nó nhiều chữ quá, thành ra là các bạn không có học được, các bạn không có đọc được, các bạn sợ. Các bạn kêu chữ không là chữ sao biết làm. Rồi, ngày xưa thì chúng ta có một cái trò một lụi khác, cái trò học bài. Họ học bài là như thế này. Họ nhìn bằng mắt, bắt đầu nhìn 6 cái nhân vật ở bên tay trái này, xong rồi cái mấy cái tên này, xong vô thi ra lại những cái hình đó, thì mình sẽ thấy à, mình làm được. Ví dụ như các bạn nhớ là cái cô này là cô tóc gì, tóc đuôi gà màu đen, rồi tới cái đứa nhỏ, rồi cái con bé vương miệng gì đó đó đó, xong các bạn vô thi các bạn thấy là y chang, thì các bạn biết là bài này mình đã làm rồi và các bạn đánh được đáp án. Tuy nhiên á, là lần này là chúng ta đang học online, thì em biết khi học online nó sẽ phát sinh nhiều vấn đề và khả năng gian lận của sinh viên rất nhiều. Cho nên là mình phải chuẩn bị tâm thế là vô thi, người ta không có cho em 5 cái hình này đâu. Không có phải là cái cô tóc đuôi gà hay là Lisa rồi Elsa gì này nọ, không có mấy cái nhân vật này đâu. Rồi cũng có thể là mấy cái tên này nè, mấy cái Joe, Mary, Maria, Brian, Adam, Joyce gì đó, nó thay hết thì sao? Cho nên khi mình đã học online thì mình phải học hiểu vấn đề. Thành ra khúc này đừng có đi quan tâm người với tên riêng nữa, lỡ nó đổi đề là tiêu mình. Thì bây giờ mình làm thế nào? Những bạn mà người ta học giỏi đó, nó sẽ làm thế này. Nó đọc hết từ A tới H, đọc hết, sau đó nó quay lại nó kiếm nó bán từ 6 tới 10 nó điền vô. Nhưng mà cô bảo thôi, mình giả bộ mình không giỏi đi em, đọc kiểu đó các bạn phải siêu lắm, các bạn phải nhớ rất tốt các bạn mới làm được. Thì cô bày các bạn cách làm khác đơn giản hơn. Cô không quan tâm tên nha, Joe gì đó là cô mặc kệ, cô không quan tâm tên. Cái cô cần quan tâm là đây cái số 6 của nó này em. Cô chỉ làm một việc là cô phóng nó lên cho các bạn dễ nhìn thôi. Đây, ở đoạn này đặc trưng của mình là luôn luôn đi kiếm cái tốt nhất, cái most suitable. Họ sẽ bảo em đi kiếm cái tốt nhất, cái người ta muốn đó. Cho nên câu đầu thường cô không quan tâm. Ví dụ mà studying English gì đó nó không quan tâm. Cô chỉ quan tâm là nó muốn cái gì và nó thích cái gì thôi. Vậy trong trường hợp này, cô bé show này, cô này đang là hopes, là hy vọng này. Các bạn kêu là no hope, hope, hope gì đó, hy vọng đó. Cô này cũng muốn cái gì? Thứ nhất là right place. Bình thường mình có play là động từ chơi, nhưng mà danh từ là vở kịch nha. Vậy right place là viết kịch, viết mấy cái kịch bản này là viết kịch. Nếu không biết nghĩ thì kệ, cứ nhớ trong đầu cho cô là right place là được. Rồi, ngoài cái right place ra, nó còn muốn một thứ nữa là actress. Thì bạn nào mà nhớ là biết là action là diễn, mỗi khi mình quay phim hay là nhìn mấy đứa kia là action đó, là diễn. Vậy thì actress này tức là người diễn, ở đây là diễn viên nữ. Có diễn viên nam là actor, nhưng mà bây giờ vô thi không nhớ, không biết nghĩ đúng không? Cứ right place và nhớ hai chữ đó là được. Rồi, câu thứ ba nó viết cái gì nữa? Nó lại có là enjoys, enjoys là thích. Cái này các bạn biết. Vậy mình chỉ quan tâm họ muốn và họ thích. Vậy cô bé này cô thích cái gì? Cô thích cái place, lại là cái place lần nữa. Nhưng place này nó sẽ nói về interesting lives. Rồi, vậy đọc hết cái mục số 6 này. Cái cần nhớ trong đầu là chúng ta đang phải kiếm cho một cái người mà thích right place, actress, thích cái place về interesting lives. Rồi, sau đó các bạn đi đọc. Đọc trong đầu chỉ có 4 chữ thôi. Place nè, actress nè, interesting lives và chỉ enjoy place gì đó, nôm na cái chừng đó. Những chữ gạch chân, chỉ nhớ chừng đó là làm được bài. Rồi, đọc thì sao? Này em, nguyên cái đoạn 8 cái thứ này nè, cô phóng nó lên cho các bạn dễ nhìn đó, chứ không có gì đâu nha. Rồi cái nhân vật đầu tiên, mình đừng có đọc nhiều hết trơn á, mình chỉ đi kiếm thôi. Bắt đầu mình đọc bằng tiếng Anh, đừng có dịch cho nó công. Mình sẽ thấy cái gì local youth group, rồi cái gì together students, rồi cái gì various countries, rồi cái gì đó đó. Xong mình nhìn thấy, à có chữ dance. Nãy giờ trong đầu mình đang là chữ place, mà cái này là chữ dance, thấy câu này sai rồi đó. Rồi, nhưng mà nó còn dài quá, đọc xí nữa đi, cả lỡ nó sai sao. Rồi chúng ta coi thêm một xí nữa, chúng ta sẽ thấy một cái chữ play em à. Ở chỗ này có chữ play, nhưng mà nó không về interesting lives nha. Lúc nãy là place interesting lives cho câu 6. Còn chỗ này thì lại là play mà có chữ international friendship. Như vậy chỗ này cũng không đúng. Rồi câu thứ ba cái chữ mà nó xuất hiện là chữ singing, rồi cái chữ songs, rồi different countries gì đó. Rồi, vậy thấy cái A này không liên quan, lơ nó đi. Rồi, có những bạn nó giỏi nó sẽ đọc thêm khúc đầu students from countries gì đó. Nhưng mà cô thì cô kêu countries nó giống nhau. Cô nhìn cái cho đỡ mất công nhìn nhiều. Tóm lại câu A sai, bỏ. Rồi, qua câu B nha. Câu B chúng ta sẽ có là great evening nè, không liên quan nè. Rồi cái gì nó có pop kìa, pop songs. Nãy giờ trong đầu mình cái từ của câu 6 đang là chữ place, cái này songs là bỏ rồi. Rồi, comedy cũng không phải luôn. Rồi, dancing cũng không phải luôn. Xong, tiếp tục, chúng ta sẽ có phía dưới cái gì winning tickets cũng không phải. Rồi, câu B bỏ, sai luôn rồi, sai hết rồi, bỏ câu B. Tới câu C nha.
cái C chúng ta sẽ có cái tên riêng bỏ qua này, cái gì A voice singing nó đang cần place mà, cái này singing là thấy sai rồi đó. Đọc luôn câu sau cho nó khỏi cho chắc đó. Câu sau cũng là lại songs nữa, rồi cái gì summer rồi không liên quan, câu C sai bỏ luôn. Rồi, có những bạn thì nó sẽ đọc nhiều hơn cô, ví dụ như em để ý cô đọc, cô đọc chữ singing thôi, xong rồi cô đi kiếm những chữ son, xong cô thấy summer là ok, cô xác định nó sai. Nhưng mà có những bạn hơn, họ sẽ đọc những cái ý nó dài dài ra, cái gì 100 years gì đó thì thôi kệ, mình không quan tâm. Này, với câu D nha. Câu D của mình sẽ có là mới thấy câu D, câu D là music là thấy sai rồi nè. Bắt đầu vô đó thấy gọi là traditional dance nè. Rồi, thấy câu này sai rồi đó. Open air nè, đọc hết đi nữa thì cũng chẳng thấy cái play sao hết, câu D sai, bỏ. Rồi, câu E nha. Câu E tiếp lại là dance nữa. Rồi cái gì đó dancing thì dance, xong rồi nôm na là cứ dance thôi, rồi câu E bỏ luôn. Rồi, câu tiếp theo. À, câu F nha. Câu F đây mình có chữ place. Rồi đọc nãy giờ mới thấy cái place này. Tuy nhiên trong này là place rồi tới cái gì 7-11 GO gì đó, rồi thấy sao rồi đó. Rồi câu thứ hai, cái gì parents, family, friends gì đó, thấy sao rồi, không liên quan gì hết trơn. Cái chữ place nó là children stories. Lúc nãy trong đầu mình nhớ là gì? Mình có chữ đầu tiên là chữ right place. Chữ thứ hai của mình là chữ là an actress. Chữ thứ ba của mình là chữ enjoy place. Và chữ cuối cùng là interesting lives. Bốn chữ mà trong này gặp có mỗi chữ place thôi. Vậy câu F sai luôn, bỏ. Rồi qua câu G. Câu G mình có gì đây? Chúng ta có được chữ play. Rồi chúng ta có thêm chữ lives nữa. Rồi chúng ta có cái chữ là unusual marriage gì đó. Như vậy là khúc này là có vẻ đúng đây em. Tại vì tính ra là nó có play, nó có right play với enjoy play thì đều là play hết. Nó có chữ interesting lives. Ở đây nó không có chữ interesting, nhưng nó có chữ lives. Và cái chữ interesting chính là cái chữ unusual phía sau đó em. Hôn nhân rồi này nọ là interesting đó. Rồi vậy đáp án đúng của mình là câu G. Xong, chúng ta sẽ xác định là A. Đáp án câu 6 của mình sẽ là câu 6G. Thì thật ra em đừng có dịch nghĩa, em chỉ lướt 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 sẽ nhanh thôi, chứ không có lâu đâu. Khoảng tầm 1 phút cho một câu hoặc là hơn chút là làm được. Rồi, lỡ rồi còn câu hát đọc luôn đi. Lỡ câu G của mình bị sai thì sao? Mình đọc câu hát. Mình đọc cái gì đây nè, rồi cái gì riverbank không liên quan nè. À có pop music kìa. Pop pop là thấy em đúng rồi đó. Rồi, fireworks gì đó rồi nôm na đọc xong hết trơn thấy câu hát là không đúng rồi. Vậy chắc đúng của mình là câu 6G. Rồi, xong viết câu 6G vô. Bắt đầu tiếp tục. Mời các bạn nghe kịp không? Hiểu kịp không vậy? Hiểu kịp không? Cô lưu thêm cái nữa chứ không kịp là. Ok, rồi. À, câu số 7 nha. Tiếp tục gạch chân cái đề bài. Cái câu studying gì đó là bỏ qua nè, không quan tâm. Mình chỉ đi quan tâm nó muốn, nó cần thôi. Vậy chúng ta sẽ thấy chữ wants ở hàng thứ hai đó. She wants to đó, thay muốn. Vậy cô ta muốn cái gì? Listen to as much music from the past as possible. Vậy cái chữ mình cần nhất là chữ là music from the past. Listen to là nghe thì em biết rồi. Music from the past, music là âm nhạc. Cái khó là chữ music from the past đó, nó là sao? Ý là nghe nhạc cổ đó em. Kiểu Việt Nam mình thì nghe nhạc cải lương, nhạc bolero, nhạc ca trù gì đó. Thì nước ngoài nó sẽ là nghe nhạc cổ điển, nhạc ngày xưa, không phải nhạc hiện đại. Thì gọi nó là music from the past. Rồi, tiếp theo. Vậy tóm lại là nhớ trong đầu là cái gì? Listen music the past. Rồi, cái nữa. Muốn nó có thêm một cái nữa là like listening to people singing. Vậy tại vì cô này muốn hai thứ. Muốn thứ nhất là music from the past. Và muốn thứ hai cái lives của cổ đó là people singing. Nghe nhạc nhưng mà phải là nghe người hát. Chứ không phải là nghe máy nó phát. Lúc nãy là câu G là của câu 6. Được rồi, cô bỏ đáp án G đi nha. Cô không quan tâm nó nữa. Cô sẽ nhìn câu A. Vậy câu A của mình thì nó chỉ có là cái gì country, dance gì đó. Không có music gì đó là câu A bỏ. Rồi, câu B nha. Chúng ta có pop songs là có liên quan tới cái songs đó. Trong đề bài nó có cái music này là cái songs đó. Nhưng mà mình nhìn đoạn này mình không có thấy cái gì của the past hết trơn. Rồi, câu A bỏ, câu B bỏ luôn. Rồi, tới câu C. Câu C chúng ta sẽ có chữ singing. Lúc nãy trong đầu mình là có được cái chữ là music from the past và people singing. Có hai chữ. Thì em sẽ thấy chữ singing nó nằm ở đây. Eight voices singing. Tám giọng ca mà hát. Đó là thấy singing music là đúng nè. Rồi chúng ta sẽ cần cái the past. Thì ở đây các bạn không thấy the past, nhưng các bạn years ago, hàng trăm năm trước. Như vậy là mình sẽ có được là tám giọng ca hát nhạc từ hàng trăm năm trước là nhạc xưa. Vậy mình đoán khả năng đáp nè. Nhưng cái này còn phải cẩn thận. Tại vì lỡ như phía sau nó có cái gì đó, cho nên mình đánh dấu trước vậy thôi. Mình dự kiến là câu 7C. Mình vẫn phải đi kiểm tra các câu kia. Lỡ mình bị sai thì sao?
Rồi em kiểm tra câu D thì em sẽ thấy nó không có cái chữ music hay là cái chữ the past gì hết. Nó có music nhưng mà nó không phải là singing, không phải là the past. Vậy câu D sai. Rồi câu E nó lại tiếp tục dance. Nó có chữ the past nha. Các bạn nhìn ở dòng kế cuối các bạn sẽ thấy có chữ là from the past. Nhưng chỗ này không phải là music singing mà nó là dance. Dances là những cái điệu nhảy. Rồi. Rồi. Câu F là cái play sống liên quan, sao chắc rồi. Câu G mình đã bỏ rồi từ lúc nãy thì không quan tâm nữa. Câu H chúng ta cũng có pop nhưng không thấy the past. Vậy em đi hết một vòng em thấy ok, chắc chắn đáp án của mình phải là câu 7C tại vì có nó hợp thôi. Rồi, ra được hai câu. Tiếp tục nha. À, cứ thấy cô nhanh là phải la lên nha em. Cô nói nhanh cô không biết đâu. Rồi, câu 8. À, chúng ta sẽ có là like kìa, anh ta muốn cái gì? Vậy thì cái anh ta muốn là see people performing dances. Nôm na là anh ta muốn nhìn thấy người ta khiêu vũ. Và những người khiêu vũ này phải là many parts of the world. Tức là anh ta muốn nhìn thấy những vũ công từ khắp mọi nơi trên thế giới. Thì bây giờ nếu như em không biết nghĩ thì em đừng có dịch như cô. Em cứ nhớ là cô thi tìm cái one, cái line, enjoy gì đó để em làm. Thì em thấy có chữ people performing dances. Vậy trong đầu mình sẽ rồi cái gì là parts of the world, chỉ đó là những nơi trên thế giới, là mấy cái đất nước đó. Rồi bắt đầu đi kiếm đáp án đây. Câu C bỏ rồi nha, câu H, à, câu G bỏ, C bỏ. Giờ mình có câu A. Đây, câu A của mình là có cái chữ various countries nè, có students, students tức là người, đó là people đó. Có various countries nè, là các nước nè, có dance nè, rồi có different countries nè. Như vậy khả năng đáp án đúng của mình sẽ là câu A. Tại vì mình thấy nó có đủ, nó có người tức là students, nó có là dance, chữ dance pieces nó có đó. Nó còn có thêm cái chữ là various country, different countries là của mấy cái parts of the world đó. Như vậy câu A này khả năng là câu đúng. Nhưng mà còn một loạt cái dance nữa em ơi, em phải kiểm tra. Rồi mình kiểm tra câu B coi. Câu B là có pop music gì đó, không có dance, câu B sai rồi. Rồi câu D chúng ta có cái dance nhưng mà nó là traditional, tức là những cái bài nhảy truyền thống trong nước của một nước chứ không phải là của the world, của cả thế giới nó mới traditional được. Rồi câu D sai. Rồi câu E chúng ta có chữ dance nhưng mà chỗ này á, lại là dances from the past, là những cái điệu nhảy ngày xưa kia của cái thời Mỹ Latin đồ này nọ. Vậy câu E này cũng sai luôn. Rồi tới câu F là play thì sai chắc rồi. Rồi tới câu H, câu H thì mình không có chữ dance. Vậy mình kiểm tra hết mình thấy ok, câu 8 là câu A, đúng rồi đó. Và câu 9. Câu 9 là cái gì đây? Nhân vật Adam này bắt đầu muốn muốn đây, chúng ta có chữ to to nè, to start a drama club. Như vậy ở đây là có một cái người tên là Adam. Cái ông thầy này ông ta đang muốn mở một cái câu lạc bộ kịch, một cái drama club. Như vậy kịch thì không thể nào em mới biết em hay kêu là rất là drama đó, là nó là dạng kịch. Nếu mà bạn nào mà đọc tới đây mà trí nhớ tốt, em sẽ nhớ là à, lúc nãy chỉ có hai cái play thôi. Một cái play là của câu G mình đã chọn. Và còn một cái play còn lại là cái 7 tuổi tới 11 tuổi. Thì em biết chắc đáp án nó sẽ nằm cho câu 9 ở đó. Là nếu bạn nào trí nhớ tốt, bạn nào trí nhớ không tốt thì bắt đầu đọc như cô đang làm. Chúng ta có drama club, nôm na là một câu lạc bộ. Drama là gì không biết kể đó. Chúng ta có club là câu lạc bộ. Có chữ children, câu lạc bộ cho trẻ con. Rồi thêm một cái cuối nữa là cái gì, children acting possible gì đó. Vậy cái trong đầu mình nhớ là câu lạc bộ, drama club. Cái tiếp theo là children. Đó. Rồi thêm cái acting thì càng tốt. Bắt đầu đi kiếm. Kiếm cái câu mà có nó nhất thì cái này là pop là không đúng rồi. Rồi câu D, tại vì câu A cô bỏ rồi, câu G cô bỏ rồi, câu C bỏ rồi, còn câu B sai rồi. Rồi tới câu D đan đan sai luôn rồi. Rồi tới câu E cái gì đan đan sai luôn rồi. Vậy đáp án đúng của mình sẽ là câu F ở đây. Chúng ta có chữ là play là cái kịch nè. Chúng ta có 7 to 11 euros là những đứa từ 7 tới 11 tuổi, là cái bọn trẻ con là children đó. Lỡ không thấy chữ đó thì em sẽ nhìn thấy chữ children lại một lần nữa. Children stories. Trong đầu mình đang là chữ drama club và chữ children với chữ mình đã có được là chữ children stories ở đây. Có chữ place tính là cái drama. Rồi có cái gì encourage gì đó, đó, đó là đáp án đúng của mình. Là câu 9 là của em. Rồi xong. Câu cuối cùng. À cái hát này để kiểm tra không liên quan. À, ở câu hát này nó có chữ children đây mà. Nhưng mà nó không có phải là kịch mà nó là pop là nhạc cho nên là câu hát sai nha. Rồi, câu số 10 của các bạn thì sao? Ở câu số 10 chúng ta sẽ có one one nè. Wants to go out. Đây, cô
cô này muốn đi ra ngoài, go out for the whole day. Tức là ngày mai là sinh nhật cổ, cho nên cô muốn cả ngày mai đi chơi ở ngoài đường, đừng ở nhà đó. Go out for the whole day, tức là đi ra ngoài chơi suốt cả ngày. Và đi với ai? Đi với bạn của cô ấy, friends. Tiếp theo họ thích là cái gì? Họ có enjoy kìa, pop music. Vậy top lại trong số 10 của mình là thích nhạc pop, đi với bạn bè và là đi ra ngoài trời, go out trong cái ngày đó. Rồi các bạn kiểm tra câu B sai, tại vì câu B vừa đọc lên là chữ evening, bên kia nó ghi là whole day mà, cái này evening là câu B sai. Có latest pop gì thì kệ nó cũng sai vì chữ evening. Rồi câu D đúng không? Câu D chúng ta là dance này, bên kia nó thích pop music mà, này dance không liên quan, bỏ luôn. Rồi tới câu E lại tiếp tục dance, bỏ luôn, không liên quan. Vậy đáp án đúng của mình sẽ là câu H. Ở đây các bạn có chữ a day, bên kia là the whole day, bên này là a day. Như vậy là đúng cái day rồi nè. Rồi nó có cái pop musicians của nó kìa, pop pop của nó đó. Rồi nó có thêm cái chữ cuối cùng là gì? Children, adults gì đó, cả người lớn và con nít đều được gì đó. Vậy cái này là ok, dành cho tất cả mọi người, từ người già tới trẻ con thì bạn bè nó sẽ nằm. Khi mà các bạn làm bài trên giấy thì các bạn làm như cô bày và kiểm tra vào thi đó. Nếu mà trúng được bài tủ thì quá đơn giản không nói. Nó có thay tên đi nữa thì cái ý tưởng nó vẫn như vậy. Cho nên nếu mà trúng bài tủ thì rất dễ. Nhưng mà cô chỉ sợ là họ đổi đề. Tức là cũng là những câu này, thay vì 6, 7, 8, 9, 10 có họ đổi lại 8, 7, 6, 5, 8, 7, 10 gì đó, họ đổi thứ tự thì các bạn được. Còn nếu mà xui xui mà nó không có trúng bài tủ này thì không sao, em tự đọc đi, em đọc như cô bài ấy, em sẽ làm được nha. Rồi nên gạch lúc em đọc, đừng sợ đề xấu, đề càng xấu điểm càng cao, cho nên là đọc tới đâu là phải gạch, gạch như cô gạch để cho khỏi quên. Khi mình nhìn vô mình chỉ nhìn mấy cái chữ mình gạch thôi, còn mấy cái thứ mình không gạch mình đâu cần nhìn. Thành ra em gạch một lần đầu tiên, em đọc lần đầu, em đọc tới đâu cái chữ nào mà em thấy nó quan trọng đi, đừng có gạch hết là được, gạch hết em rối lắm. Em gạch những cái cụm từ ngắn ngắn, từng khúc thì khi đó em đọc em sẽ thấy nó dễ nhớ hơn. Rồi dặn một cái để làm bài, em có thể viết đáp án ở bên cạnh như cô đang viết cho em, nhưng mà viết này là để lưu ý thôi. Đáp án các bạn nộp cho giáo viên á, để chấm điểm á, các bạn phải viết vô cái khung nha. Trong đề thi nó sẽ có cái khung như thế này, thì em nhớ là phải viết vô G C A F H em mới được điểm. Còn mà em viết linh tinh ở trên này nè, ví dụ em viết bên cạnh số 7 này em viết chữ C, số 8 em viết chữ A, em viết bên cạnh đây nè, những có những giáo viên khó tính họ không cho điểm. Hoặc là ví dụ như em viết bên cạnh con Maria này, em viết cho nó chữ C, bên cạnh Brian em viết chữ A. Viết ở trên này nhiều giáo viên họ không cho điểm. Một phần là vì họ kêu em không hiểu đề. Người ta yêu cầu các bạn là điền đáp án vào cái khung mà em không điền, tức là em không hiểu đề, họ không chấm. Nói như vậy thì em không cãi được. Cái thứ hai là nhiều khi giáo viên họ chấm bài, họ chỉ nhìn cái khung đó thôi, họ không có nhìn cái ở trên, cho nên họ quên em ơi. Họ cứ nhìn 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 xong họ cộng điểm. Tới sau khi mà nộp điểm cho các bạn rồi thì bắt đầu các bạn đi lên các bạn kiện, thì khi đó lôi ra mới thấy là à, giáo viên quên cộng ở trên tại vì giáo viên không nhìn. Thì lúc đó lỗi là lỗi của mình. Cho nên chúng ta phải nhớ vào thi muốn quýnh bừa đáp án, đánh dấu đâu thì đánh, nhưng nhớ điền đáp án vào cái khung này. Tất cả các phần trong đề thi cứ có khung là điền đáp án vô. Dặn lần này thôi nha, rồi tự nhớ nha, chứ không ai dặn hoài đâu đó. Rồi là xong à, hết hai phần. Có ai hỏi gì không? Không hỏi là cô đi nữa nha. Không biết nó có hiểu không, nó ngồi nó im ru vậy đó. Trời ơi, tôi giảng mọi người không hiểu, mọi người nhớ hỏi nha em. Cảm ơn Hương. Rồi chúng ta chuyển qua phần thứ ba ha. Ở phần thứ ba thì các bạn cũng có 5 câu. Phần này thì nó cũng không có khó lắm đâu, nó cũng hơi hơi khó. Tức là phần 1 dễ, phần 2 dễ. Phần 2 nhìn nhiều chữ vậy thôi, chứ phần 1 và phần 2 dễ. Phần 3 này lắp đầu là được được, là còn làm được đó. Thành ra ráng làm. Rồi ở phần này thì sao? Họ sẽ cho các bạn một cái bài đọc, xong rồi họ cho các bạn các câu hỏi từ 11 tới 15. Em đọc câu hỏi rồi em đọc bài. Thì những đứa mà nó học giỏi đó em, nó sẽ đọc bài trước. Imagine gì đó, nó đọc hết cái bài này xong bắt đầu nó làm bài. Nhưng mà đọc kiểu đó xong thì mất thời gian, căng thẳng, nói chung là khó lắm. Nên mình xác định mình học dở đi, mình làm theo kiểu của đứa học dở á. Khi học dở thì sao? Các bạn đọc câu hỏi trước. Vậy đây là câu số 11. Chúng ta đọc câu hỏi trước nha. Câu hỏi là the writer trying to do gì đó, là cái đứa mà cái người tác giả đó họ muốn cái gì. Cái dạng câu này nó hơi khó, tại vì thường đó là em phải đọc hết cái bài này em mới hiểu là người ta muốn cái gì. Giống như các bạn thấy là có một đứa nó gửi thư cho mình thì mình phải đọc hết đó.
chưa gì với cái đùng vô mà hỏi liền thì sao, khó quá. Thì thường là nhiều bạn họ sẽ bỏ câu này, họ làm sau. Nhưng mà như cô thì cô thấy là cũng chẳng đọc đi, tưởng là làm ra hả? Vô thi cứ nghĩ câu nào cũng dễ, nó sẽ dễ làm hơn. Còn kêu cái này khó nè, bà cô bà kêu cái này khó nè. Khi mà em nghĩ nhiều cái khó của em sẽ làm được, thành ra em cứ làm bừa đi, nhắm mắt làm bừa đi. Rồi, bây giờ đọc đề câu hỏi. Thấy câu hỏi khó, kệ đó, gọi là kệ cha đó, chúng ta đọc đáp án. Đáp án ở câu A nha. Explain why singing has become less popular everywhere. Vậy mình đọc lên mình phải cố gắng chọn ra một hai từ, không chọn hết thì phải chọn được một hai từ. Vậy cái chữ nào mà mình thấy nó khó hoặc là nó dễ hoặc nó hay thì mình chọn. Ví dụ cô nhìn vô cô sẽ chọn chữ singing. Singing là cái từ mà cô thấy nó rất là dễ chọn. Cái explain gì đó why gì cô bỏ qua, cô chỉ quan tâm chữ singing thôi. Thì nếu mà bạn nào chắc ăn thì chọn why đằng trước. Thường why là từ hỏi cho nên có nhiều đứa nó sẽ xác định từ hỏi luôn. Nó đọc luôn là why singing. Nôm na là singing nha. Rồi, tiếp tục với đằng sau cái chữ cần quan tâm là chữ gì? Nó sẽ có một chữ là less popular everywhere. Everywhere là mọi nơi. Tại vì lỡ như trong bài đọc nó kêu ở nước Anh, mà mình cấp câu hỏi này nó kêu là cả thế giới, thì sao? Giống như là COVID nó là bị cả thế giới, mà đáp án của mình chỉ có mỗi một cái tỉnh thôi thì không, nó xa rồi. Cho nên để ý chữ everywhere. Rồi, chúng ta biết popular. Popular là phổ biến. Vậy cái này phải là less popular. Câu A. Thì nó không có còn phổ biến nữa. Nơi nào cũng vậy, nó không còn phổ biến nữa là câu A. Rồi, tới câu B, chúng ta sẽ cần quan tâm là cái chữ teacher's ideas kìa. Cái phẩy S nó nằm trình hình là tự nhiên mình sẽ nhìn thấy thôi. Teacher's ideas là chỗ này là ý tưởng, quan điểm của một giáo viên. Vậy trong bài phải có giáo viên thì câu này mới chọn được. Và quan điểm của họ về cái gì? Về cũng singing, nhưng mà về importance of singing, tầm quan trọng của âm nhạc. Tức là sao? Bên mình là tầm quan trọng của tiếng Anh đó. Học tiếng Anh tại sao? Tiếng Anh quan trọng. Giao lưu giúp mình đi du lịch, rồi giúp mình kiếm tiền gì đó. Nó gọi là tầm quan trọng. Vậy thì câu này người ta phải có một giáo viên đi giải thích là hát hò nó được cái lợi ABCD gì đó. Thì chọn câu này. Rồi, tới câu C. Câu C nó không có từ hỏi nha. Nhưng câu C có chữ advertise. Thì bạn nào mà nhớ mấy cái advertise hoặc quảng cáo đó, thì chỗ này sẽ là quảng cáo cho cái lớp học của giáo viên. Cũng phải có một teaser giống như câu B. Nhưng chỗ này là quảng cáo cái lớp. Như vậy khi em muốn quảng cáo thì em phải làm gì? Em phải khen nó. Phải kêu là ở đây có cái này, có kia, có ca sĩ nổi tiếng, có giáo viên nổi tiếng, rồi có thiết bị hiện đại, máy móc hiện đại. Nói chung là phải khen rất nhiều thì chọn câu C. Rồi tới với tôi, đến đi mấy giờ, mấy tiền, giống y như mấy cái bài bán hàng trên mạng đó, thì chọn nha. Rồi, tới câu D. Câu D chúng ta sẽ có chữ encourage. Các bạn nên nhớ chữ này cho nó quen. Chữ này là từ khó, nhưng mà em ráng nhớ. Encourage là khuyến khích. Đọc là in nha, em không đọc là en nha. Encourage. Các bạn sẽ có danh từ courage là lòng dũng cảm. Và chữ in này là làm cho nó tạo ra đó. Vậy thì tạo ra sự dũng cảm cho người nào? Tức là mình khuyến khích họ, mình động viên họ. Vậy chúng ta học chữ encourage là động viên, là khuyến khích. Ở đây là khuyến khích trẻ con nha, chỉ nói về children thôi. Khuyến khích trẻ con phải học hát đi. Rồi, đọc hết 4 câu ABCD xong, bắt đầu đi kiếm đáp án. Âm nhạc không còn phổ biến thì chọn câu A. Giáo viên tầm quan trọng của hát thì câu B. Quảng cáo cho cái lớp học hát thì câu C. Mà kêu trẻ con học hát thì câu D. Trong đầu em định hình 4 thứ đó. Thì bây giờ đọc những thứ nào dễ thấy trước. Tất cả đều phải có chữ singing. Mình kiếm chữ singing trước. Nhìn vô à, thấy singing rồi. Rồi, nó viết singing together kìa. Sau đó có chữ singing teacher. Là có một cái giáo viên. Đây 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 đây, giáo viên của tôi. Đáp án sẽ là câu B hoặc là câu C. Thấy nó giới hạn lại được đó. Là mình khả năng mình chọn được câu B với câu C. Rồi, coi các cái singing teacher này làm cái trò gì. Nhân vật này, người giáo viên tên là Ruth Black. Cái cô này, cô ta bảo là make everyone so friendly, làm cho mọi người thân thiện. Rồi, là một cái là giáo viên dạy hát, kêu cái gì làm cho mọi người thân thiện. Rồi, đoạn thứ hai nha, đọc luôn các đoạn, tại vì đây là ý chung của cả bài. Câu thứ hai, singing helps people, chữ singing của mình nữa đây. Hát giúp cho mọi người sống trong hòa bình. Rồi, câu thứ ba, tìm có câu nào có singing nữa không? Chỗ nào có singing gì đó kiếm tiếp. Rồi, đoạn thứ ba chúng ta đã có chữ singing. Singing nó sẽ brings the benefits kìa. Hát có lợi gì đó. Rồi, đọc tiếp của nó nói gì nữa? Encourage, có chữ encourage. Encourage là của câu D nè em. Nhưng câu D là encourage children to learn to sing. Còn bên này là encourage good breathing. Như vậy câu D đó sai rồi. Rồi, cái gì singing tiếp kìa, through singing ở cuối nè,
through singing, rồi cái gì đó become more confident gì đó. Rồi, vậy ta đọc 3 đoạn là đủ dài rồi. Chúng ta tóm lại là có singing teacher, có cái gì đó là người này người kia, rồi sống thế này thế nọ, rồi lợi ích, rồi tự tin gì đó. Vậy đáp án đúng các bạn trong chỗ này sẽ là nói về là quan điểm của một giáo viên về âm nhạc rất quan trọng. Âm nhạc giúp cho người ta trở nên thân thiện, âm nhạc giúp người ta sống trong hòa bình, giúp người ta tự tin gì, kiểm soát stress gì đó, 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 đó. Và đúng đáp án của mình là câu B là xong đó. Thì như dạng câu này là câu khó, thường á, nó sẽ nằm ở câu cuối, nhưng mà nếu mà họ cho mình câu đầu thì mình cũng làm được, không ảnh hưởng gì đâu. Rồi qua nha, để coi có đứa lâu lâu bị mất tiếng rồi em, chắc tại cô nói nhanh quá nên nó mất tiếng đúng không? Các bạn nghe được không em? Hiểu hết không em? Hiểu câu 11 không em? Trong một cái mạch nói ro ro như của cô, các bạn nghe, các bạn hiểu được câu 11 không em? Tại cô nói hơi nhanh đó, cô nói chậm lại một xí thì nó sẽ ít bị tắt tiếng hơn. Ừ, rồi bỏ qua cái chỗ tắt tiếng đi. Hiểu câu 11 không? Dạ hiểu cô. Ok em, cảm ơn em. Rồi, qua câu 12 nha. Ở câu số 12 thì chúng ta lại đọc câu hỏi tiếp. Câu hỏi nó bảo rằng what can reader find out from the article? Từ cái đoạn đọc này em rút ra được cái điều gì? Rồi, lại thêm một câu khó nữa đây. Lơ câu hỏi đi, đọc đáp án nha. Câu A, từ hỏi của mình là chữ how, thì nhớ để ý chữ how. How singing, something anyone can do. Tức là nó sẽ phải nói về chuyện là hát nè. Anyone, tức là ai cũng hát được, là câu A. Ai cũng hát được thì chọn câu A. Rồi, câu B, từ hỏi của mình là chữ where, là nơi nè. Where the best place, learn to sing. Vậy thì cái nơi tốt nhất, lý tưởng nhất để cho mình đi học hát là ở đâu? Thì chọn câu B. Rồi, câu C nha, từ hỏi là why traditional singing disappeared. Như vậy chỗ này là sẽ giải thích tại sao mà nhạc truyền thống đó, những cái việc hát cái bài nhạc truyền thống thì nó lại biến mất. Rồi, tới câu D, chúng ta sẽ có là how to improve. Làm sao để improve là cải thiện. Làm sao để cải thiện cái gọi là singing voice, tức là giọng hát của mình. Rồi, đây là bạn nào biết nghĩa thì dịch như cô vừa nói. Hát ai cũng làm được thì chọn câu A. Nơi học hát tốt nhất thì chọn câu B. À, lý do tại sao mà nhạc truyền thống nó không còn tồn tại nữa thì chọn câu C. Làm sao cải thiện giọng hát thì chọn câu D. Đó là nếu em dịch nghĩa được. Còn nếu em không dịch nghĩa được thì em gạch chân như cô rồi em nhớ. Singing anyone can do, best place to learn to sing, why traditional singing disappear, how to improve singing voice. Em nhớ cái từ tiếng Anh. Rồi bắt đầu em quay lại bài em đọc. Rồi, đọc cái gì bây giờ? Kiếm cái chỗ nào có mấy cái chữ đó thì đọc. Kiếm nhanh nhanh liếc liếc, mình đọc qua một lần rồi. Bây giờ mình đọc lại mình sẽ thấy nó nhanh hơn. Thì chỗ này chúng ta sẽ có là chữ traditional. Tại vì cái đoạn đầu cô không nhìn thấy gì hết. À, đoạn đầu có chị everyone gì đó kìa. Rồi cái gì singing teacher gì đó thì cô thấy nó không liên quan nên cô bỏ đó. Ở đoạn thứ hai chúng ta có chữ là traditional. Nó có chữ low, no longer, tức là không còn nữa. Thì nó sẽ giống với câu C. Cái no longer nó chính là disappear đó, là không còn nữa. Nhưng câu C yêu cầu là why, phải liệt kê lý do. Mà cái câu này nó chỉ bảo là ở nước Anh, chứ nó không để lý do. Vậy câu C sai, bỏ câu C nha. Rồi, tiếp tục, chúng ta sẽ có một cái chữ where. Where là của câu B, cái nơi để học hát đó. Thì nó bảo là done anywhere, ở đâu cũng được hết trơn. Rồi, câu B sai rồi, bỏ luôn câu B. Rồi, chúng ta có câu tiếp theo. Chúng ta sẽ có là everyone is able to sing. Các bạn biết able là có thể đó. Tất cả mọi người đều có thể hát được. Rồi, như vậy chỗ này đáp án đúng của mình, mình sẽ chọn đáp án của mình sẽ là câu A. Được. Rồi, kiểm luôn câu D. Câu D là chữ singing voice. Thì các bạn sẽ thấy chữ voice ở đây. Nhưng em không thấy chữ improve singing voice. Em chỉ thấy là apply voice, cho nên câu D bị sai. Vậy trong 3 câu A, B, C thì đáp án tốt nhất của mình sẽ là câu A. Được. Rồi, nhưng mà nếu mà em thông minh em để ý nó, ủa sao cái câu này nó dài vậy ta? Sao viết gì mà dài vậy mà sao bà cô bà lơ nó đi? Thì mình phải đọc thử các cô họ nói cái gì ở đây. Mọi người đều có thể hát được, nhưng hầu hết chúng ta hoặc là nghĩ là mình không thể hát, hoặc là quên mất là hồi đi học mình từng học âm nhạc. Có nghĩa là họ đang khẳng định là ai cũng hát được, chỉ vấn đề là mình không hát được vì mình nghĩ mình không hát được, hoặc vì hồi nhỏ mình học xong cái gì mình lớn mình quên rồi thì mình mới không hát được mà thôi. Cho nên nó là cái khúc đằng sau nó chỉ làm nhiễu mình thôi. Còn đáp án đúng của mình vẫn phải là câu A ha. Rồi là xong,
các bạn giải quyết được hai câu khó. Thường một cái đề nó chỉ có 5 câu thì hai câu khó, ba câu kia phải dễ. Nếu em đã làm được câu 11 và câu 12 thì em yên tâm, 13, 14, 15 dễ ợt luôn. Rồi, đi câu 13. Câu 13 nói cái gì nha? Câu 13, đề bài nó bảo rằng cái cô giáo tên là Ruth lúc nãy đó, cô ta tin rằng the main benefits. Vậy cái chữ cô đang cần đầu tiên là cái chữ benefit. Vậy em sẽ kiếm trong bài đọc chỗ nào có chữ benefit thì em lấy đáp án. Lúc nãy câu 11, 12 không có làm được. Tại câu 11, 12 là hỏi là mình lấy từ đoạn trích cả cái bài nó nói cái gì, cho nên mình không tìm được. Còn câu 13 nó là hỏi một cái ý nhỏ, cho nên các bạn kiếm chỗ nào có chữ benefits thì các bạn làm. Rồi, đọc luôn, lỡ đọc câu hỏi đọc tiếp nha. Câu A nha. Learn to breathe more easily. Vậy chỗ này cái từ khóa của mình là breathe more easily. Rồi, câu B. Able to improve your speaking. Vậy từ mình cần quan tâm sẽ là chữ improve speaking. Câu C. You can get to know other people. Chúng ta sẽ cần chữ là know other people. Và cuối cùng là become confident musician. Vậy chúng ta sẽ cần chữ confident musician. Đây, nếu như em không biết nghĩ thì em chỉ nhớ là breathe easily, improve speaking, know other people và confident musician. Nếu bạn nào biết nghĩa thì dịch ra cho dễ nhớ. Lợi ích của việc hát là hít thở dễ dàng hơn. Breathe là hít thở nha. Hít thở dễ dàng hơn. Improve speaking là cải thiện kỹ năng nói chuyện. Câu C, know other people, tức là biết thêm nhiều người, mở rộng quan hệ, quen biết nhiều người hơn. Và câu D, confident musician, trở thành những nhạc sĩ tự tin. Đó, thì thật ra nếu như mà cô đọc cái khúc này thì cô có thể đoán được đáp án. Nhưng mà cô sẽ không bày em đoán, lỡ vô thì em đoán sai sao. Cho nên cô sẽ bày em đọc bài. Rồi, quay lại bài. Chữ đang cần tìm là chữ benefit. Kiếm trong bài chỗ nào có benefit thì đọc. Nó sẽ đọc ở đoạn thứ ba có nguyên chữ benefit cho mình. Rồi, đáp án phải nằm ở đó. Vậy coi coi đoạn 3 là nó viết cái gì? Nó có nói gì trong đoạn của mình hay không? Thì nó sẽ nói là chữ breathing, nhưng mà là good breathing, không phải là breathe more easily. Như vậy chỗ này chỉ đơn giản là good breathing là hít thở tốt thôi, chứ nó không có nói là em sẽ thở dễ hơn. Cái người biết hát sẽ thở giỏi hơn là cái người không biết hát, cái đó không đúng. Vậy câu A sai, bỏ. Rồi, câu tiếp theo, chúng ta có chữ confidence ở dòng sau. Mình có chữ confidence nhưng mình không có chữ musician. Nó là people become more confident, không có chữ musician. Vậy câu D sai, bỏ luôn. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái nữa là brings people together, mang mọi người lại gần nhau hơn. Mang mọi người lại gần nhau hơn tức là người ta sẽ gần gũi nhau, hiểu nhau hơn, biết nhau nhiều hơn. Vậy đáp án chỗ này của mình sẽ là câu C. Rồi, vậy thì cái nào không có, câu B nó không có. Người ta không có chữ speaking trong cái đoạn này, cho nên là câu B không có thì bỏ. Câu A sai là tại vì nó là good breathing, không phải more easily. Câu D sai tại vì là confident chứ không phải confident musician. Câu B sai vì không có speaking. Đáp án đúng của mình là câu C. Đó, thấy dễ chưa? Rồi, giả bộ thấy dễ rồi, làm cho cô câu 14, 15 đi em. Câu 14 chúng ta làm từng câu rồi xử. Câu 14 chúng ta sẽ có là what made Ruth start her own class. Vậy trong câu hỏi này cái từ mà mình đang cần, cái chữ Ruth là cái cô giáo đó rồi thì không nói. Chúng ta cần cái chữ là start own class đó. Nôm là start class gì đó. Câu A, couldn't find suitable class. Câu B, was asked to teach people she knew. Câu C, wanted to improve her own teaching. Và câu D, enjoyed going to a singing class. Cô không dịch cho em, tại vì cô muốn em tự làm. Rồi, các bạn nhìn cái này nha, cô mở lại cái slide đoạn đọc cho các bạn ha. Nhớ nha, câu số 14 chúng ta sẽ lưu ý cái chỗ nào có cái chữ là start class gì đó thì bắt đầu làm. Câu A là couldn't find suitable class. Câu B là were asked to teach. Câu C là improve teaching. Và câu D là enjoy going to singing class. Rồi, em kiếm trong đoạn này giùm cô đi em. Kiếm chỗ nào có chữ start thì kiếm có đáp án là câu nào. Có bạn nhìn thấy chữ start nằm ở đầu đoạn 4 kìa em. When Ruth first started đó, nó tìm ra rồi đó. Rồi kiếm đáp án đi em ơi. Trong cái đoạn đó, kiếm coi nó là ý nào. Couldn't find suitable class. Thì câu A, câu B là gì quên rồi ta?
Cái gì tự nhiên mình không quên rồi. Ừ, quên rồi. Rồi, ask to teach, improve teaching thì câu C, mà enjoy going into class thì chọn câu D. C rồi kìa. Chẳng biết bạn ấy đúng không, như bạn ấy chọn câu C rồi đó. Các bạn nào chọn câu khác không em ơi? Câu D. Câu D. Rồi, chờ xí cho các bạn khác học kịp đọc với ha. Không họ kêu tụi mình lại thống trị cái lớp cho nó đọc nữa. Rồi, sửa đáp án nha. Không chờ nữa nha, sửa đáp án nha. Thì chúng ta kiểm tra trong bài, chúng ta sẽ thấy là từ khóa của mình với cái câu hỏi lúc nãy đó, thì cái từ khóa của mình đầu tiên sẽ là chữ start, đúng không? Phải kiếm cái đoạn có chữ start thì bắt đầu đọc. Thì đoạn thứ tư chúng ta có chữ who first started. Rồi, bắt đầu mình coi ở trong này kiếm cái nào có cái chữ class hay không. Thì chúng ta sẽ có chữ class, nhưng mà họ bảo là discovered an excellent singing class. Em biết cái chương trình trên TV Discovery đó, là cái đài khám phá đó. Và discover mang nghĩa là khám phá, là phát hiện được. Ở đây là cô ta đã tìm ra được một cái lớp học hát rất là tuyệt vời, rất là excellent, xuất sắc. Cho nên câu A sai. Câu A là không tìm được, mà đây là tìm mất rồi, vậy câu A sai, bỏ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tìm câu B của mình. Trong đề bài câu B của mình là được yêu cầu dạy, was asked to teach, các bạn không thấy trong bài. Thì đáp án của các bạn chỉ có thể là câu C hoặc câu D. Ở câu C là muốn cải thiện kỹ năng giảng dạy, và câu D là thích đi học hát. Thì mình sẽ coi trong chỗ này nó nói cái gì. Sau câu discover nó có một câu là became so keen. Thì nếu mà bạn nào nhớ, chúng ta sẽ có cụm từ là be keen on. Một cô có chắc một lần, không biết có ai nhớ hay không. Thì chúng ta sẽ enjoy. Rồi các bạn sẽ có là be interested in, be excited about, be keen on, be fond of. Thì cái chữ keen này chính là cái chữ thích. Chỗ này là cô ta phát hiện ra một cái lớp học hát rất là tuyệt vời, và cô ta thích đến nỗi mà cô ta muốn tự mở lớp cho riêng mình. Vậy thì đáp án chỗ này đúng của mình, là mình chọn đáp án là câu D. Cô ấy rất thích cái việc đi đến câu lạc bộ hát, cho nên thích đi đến cái lớp học hát, cho nên là cô ta quyết định là cô ta mở riêng một cái lớp học hát cho cô ta. Rồi, bây giờ ví dụ vô thi mà không biết chữ king thì làm sao? Thì em sẽ thấy là ở đây là bên đề bài câu A là couldn't find, mà câu này discovered, câu A đi. Rồi, ở câu B là được yêu cầu was asked to teach. Các bạn kiếm đoạn này các bạn không thấy cụm đó, chắc chắn câu đó bỏ luôn. Thì chúng ta chỉ còn câu A với câu C với câu D. Thì câu C của mình là chữ teaching. Các bạn kiếm trong này phải có improve teaching thì mới chọn được câu C. Câu C là improve teaching kìa. Thì trong này không có chữ improve, không có chữ teaching, vậy câu C nó cũng sai luôn. Mà nó sẽ có đáp án đúng của mình thì còn lại là ở câu D. Câu D mình nhìn thấy là enjoy going. Thì bên này các bạn có chữ running nè. Go là đi, run là chạy đó. Nó cũng na ná nhau. Go in là đi đến, thì running nó cũng chạy đến thôi. Rồi cũng class, rồi cũng có king. King chắc nó cũng giống giống enjoy đó. Tức là nếu em không biết nghĩ thì em sẽ thấy là nhiều cái chữ giống nhất. Thay vì go in nó có chữ running. Rồi, có chữ singing class herself thì mình có chữ her class đó. Tức là mình nhìn thấy các cái chữ nó giống giống nhiều thì mình chọn nó, là nếu vô thi em không biết nghĩa ha. Rồi, xong câu 14. Câu 15 nè. Câu 15 người ta hỏi mình là cái nào là cái best advertisement, là cái quảng cáo đó, quảng cáo cho lớp học hát của cô này. Vậy từ khóa trong câu này lại là chữ singing class. Mình phải đi kiếm trong đoạn chỗ mà nào của mình có chữ singing class và tìm nó quảng cáo. Thì em nhìn em sẽ thấy là đây, cái chữ singing class nó đang nằm ở cái đoạn cuối này, là đang cái chỗ class, singing class nè. Vậy nó còn có một câu thôi. Đọc câu này đi là ra đáp án. Câu này nói gì đây?
These are held twice a month. Rồi cô chỉ quan tâm cái chữ twice a month thôi, là hai lần một tháng. For all singers, hai lần một tháng cho tất cả những người ca sĩ. Whatever the level, tức là bất kể trình độ nào, dù em là người mới hay là người có kinh nghiệm gì đó. Nôm na là lớp này hai lần một tháng dành cho tất cả mọi người. Rồi, xong. Bây giờ bắt đầu kiếm lại giùm cô trong bốn đoạn ABCD này. Chúng ta nhìn coi cái thứ nào là giống nhất để đi quảng cáo lớp này. Lớp này là lớp học hát, hai lần một tháng, gặp mặt hai lần một tháng nha. Ai tới cũng được, trình độ nào cũng được. Rồi, kiếm giùm cô ABCD, chọn đáp án đúng nha. Ra đáp án rồi kìa. Không biết đúng không mà thấy có đáp án rồi. Các bạn nào chọn khác không em ơi? Nhau thấy là đúng hết rồi đó. Thấy giống nhau là đúng hết rồi đó. Chúng ta kiểm tra nha. Ở đáp án của câu A, câu A là câu nhiễu nè em. Ở câu A nó cái đề bài đó nó ra chữ là calling all singers. Mình thấy cái chữ all singers nó hơi hơi giống giống cái for all singers nên nhiều bạn sẽ chọn nhầm câu A. Tuy nhiên, câu A nó chỉ áp dụng cho professional singers thôi, tức là ca sĩ chuyên nghiệp thôi, vậy câu A sai rồi, bỏ đi. Rồi, tới câu B chúng ta cũng có singers nhưng chỗ này nó lại chỉ dành cho individual singers, tức là mấy người chuyên chỉ hát solo, không dành cho nhóm nhạc. Vậy câu B cũng sai luôn. Rồi, chúng ta sẽ qua tới câu C. Câu C chúng ta sẽ có là chúng ta sẽ có được chữ là for singers, cũng là singers đây. Và họ bảo là with and without experience, tức là dành cho các ca sĩ dù là có kinh nghiệm hay không. Nên đây sẽ là đáp án đúng. Rồi, vậy mình kiểm tra coi chuyện gì xảy ra với câu D. Ở câu D nó cũng có chữ sings for all, là cũng giống giống với đề bài. Chỗ này vấn đề sai duy nhất ở đây là nó là chữ every week, mỗi tuần, trong khi ở trên họ bảo mình là hai lần một tuần, nó có là twice a lộn hai lần một tháng, twice a month, hai lần một tháng tức là hai tuần một lần, mà chỗ này every week là sai. Rồi là xong, các bạn chọn được hết 15 câu. Thì đúng ra khi em học trên lớp á, cô sẽ để cho các bạn làm bài nhiều hơn một chút, nhưng mà tại mình học online á, cho nên là cô cứ chiếu rồi cô cứ giảng thôi. Thì chúng ta đi qua được 3 phần. Đây là 3 phần dễ nhất trong đề thi. Phần 1 thì cô nói rồi, 5 cái hình, nhìn cho quen mắt, 25 hình trong sách, vô thi thấy quen thì làm. Phần số 2 sẽ là 5 cái người để mình chọn. Thì các bạn nhớ cẩn thận kẻo họ đổi hình và họ đổi tên. Thì nếu như mà như vậy thì mình nên làm theo phương pháp cô bày, là tìm, gạch cái ý chính trong mỗi cái, tìm nối vào. Rồi, phần thứ 3 là nguyên một cái đoạn trích dài, em đọc, em chọn đáp án. Thì phần này nó sẽ hơi khó hơn một tí xíu. Thường các bạn sẽ làm được 3 câu, còn 2 câu thì sẽ hơi khó hoặc là sẽ sai. Thì cứ làm hết sức thôi. Rồi, nếu như mà vô thi nó ra lại thì các bạn làm bài được, cô nghĩ chắc em làm được. Thì cô biết các bạn đóng tiền đợt này thì sao? Bình thường mấy lần trước tụi nó đóng ở trường á, nó đóng 1 triệu tiền ôn, 400 ngàn tiền thi là 1 triệu tư. Thì cái vấn đề lớn nhất của các bạn sinh viên á là các bạn không có chịu học bài từ sớm. Nói công bằng, trường mình thi là dễ lắm rồi em ơi. Trường mình thi là các bạn có một cái quyển ôn, các bạn ôn trong đó, xong đề thi nó sẽ ra lại một phần. Ra bao nhiêu thì tùy đợt. Có đợt ra 75%, có đợt ra lại 50%, có đợt ra 30%. Tùy theo mỗi đợt đề thi đề ra lại bao nhiêu phần trăm thì không biết. Nhưng mà thật sự là có ra lại. Nhưng mà do sinh viên không chịu học bài, các bạn không chịu học từ sớm, các bạn để tới cuối chương trình á, tức là còn mấy ngày nữa mới thi, các bạn học học cũng kịp, cô học cũng kịp. Học mà tới lúc đó học dồn mình sẽ nhớ không nổi. Cho nên á, là cô hay khuyến khích là nếu mà đã xác định đi học, đóng 1 triệu tư của ba mẹ rồi, thì mình thôi mình ráng mình học đi, mỗi ngày học một chút. Em học mỗi ngày rất nhanh. Ngày hôm nay em không tham gia học với cô cũng được, nhưng em có thể lên mạng hoặc là em có thể vào trong Google Classroom, em lấy bài tập về, nó sẽ có đáp án. Không thì em hỏi mấy đứa nó đi học, nó cho em đáp án. Đó là em vừa em học,
tối nay em đọc hết qua một lần đi, rồi em quăng đó. Ngày mai em học tiếp cái môn tiếp theo. Thì một tuần các bạn học có 4 ngày thôi, các bạn còn 3 ngày rảnh mà. 3 ngày rảnh mang ra đọc lại một lần. Cô chỉ cần các bạn đọc một lần thôi, xong các bạn quăng quyển sách đó đi, các bạn quăng cái bài đó đi. Tới ngày thi tự nhiên các bạn sẽ thấy nó dễ. Em nhìn là à, cái này mình học rồi, thấy này quen quen là nó dễ nhớ, nó đi vào đầu, nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Vô thi nhìn thấy nó sẽ dễ làm hơn. Rồi, giả sử lỡ đề thi đợt này reading khó, 3 phần đầu nó không ra lại thì sao? Kệ đó, làm đi em làm được đó. 3 phần đầu các bạn làm được. Vô thi ráng làm 3 phần này được 15 câu. Thì là mình đã làm hết 3 phần đầu, mình đúng hết, mình đã được 15 câu rồi. Có 32 câu mà em được 15 câu là em giỏi rồi. Này, chúng ta qua phần thứ tư, phần 4, phần 5, phần 6 là những phần khó hơn. Những phần này các bạn, bạn nào mà giỏi ngữ pháp tiếng Anh á, biết nghĩa thì sẽ dễ. Còn những bạn nào mà không giỏi ngữ pháp, không biết nghĩa, không biết từ vựng thì 3 phần sau sẽ khó. Nên 3 phần đầu cô bày kỹ, ráng làm. Rồi nếu mà cô Khanh dạy các bạn dễ hiểu hơn hay là cô Khanh có cái phương pháp nào hay thì cứ học, chỗ nào mà học được thì cứ học. Rồi, vậy câu 14. Ủa em ơi, câu 14 là câu nào vậy? Quay lại câu 14 cho nó lúc nãy cái. Câu 14 đâu? Câu 14 sẽ là câu câu D em ơi. À, câu C nó bị sai là tại vì nó không có cái chỗ là cải thiện. Yeah. Rồi, là xong ha. Để cố gắng coi bài kỹ nha. Vô thi ráng tự tin là 3 phần đầu dễ. Mình ráng mình làm cho tốt, làm cho ok. Mấy em biết không, đi thi á, giáo viên có cái tâm lý coi thi á. Ví dụ các bạn mới vô thi, thường là cô hay dặn đa phần là trên lớp nó dễ dặn hơn. Dạy online kiểu này nói nguy hiểm lắm, mấy đứa thu âm lại mấy đứa bung ra là chết cô. Nhưng mà thường á, là khi học ở trên lớp cô sẽ dặn các bạn lúc mới vào làm các bạn phải ngoan. Các bạn đi thi ngây thơ hồn nhiên đáng yêu của em mang vào trong phòng thi, mới vừa vô phòng thi phát đề ra đọc đâu câu bao nhiêu, câu bao nhiêu, lực 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 tìm đáp án, thì giáo viên sẽ nhìn nhận em một cách tiêu cực. Họ sẽ nghĩ trời ơi, chưa gì mới phát đề ra mà lo đi nhìn bài đi quay bài rồi. Thành ra thường cô hay khuyến khích là lúc đầu mới phát đề ra tự làm đi, khi nào làm được thì làm, khi nào làm không được thì từ từ rồi làm. Từ từ rồi hay hỏi có muộn đâu, 45 phút lận mà. Em tự làm 20 phút, 25 phút em đi hỏi đáp án không lý không kịp. Không kịp. Cho nên nó là kiểu là vô thi thì cứ phải từ từ, bình tĩnh để mà làm ha. Rồi, là xong nha. Bây giờ đi qua 3 phần sau nha. 3 phần sau nó hơi khó. Giảng thì nhanh thôi nhưng mà nó khó hơn chút, nên sợ theo không kịp. Rồi, phần số 4. Phần này các bạn sẽ có 5 câu, từ câu 16 tới câu 20. Khó ở phần này là họ sẽ lấy ra trong một đoạn văn, họ lấy ngẫu nhiên 5 câu, họ yêu cầu em là gắn vô lại trong 5 câu đó cho đúng phù hợp, thì nó sẽ cho em 8 sự lựa chọn tất cả. Thật ra nhìn vô toàn từ vựng không à. Thứ nhất là nhìn câu nào nó cũng dài, đoạn trích là cái gì không hiểu, đáp án là cái gì cũng không hiểu, cho nên nhìn vô phần này thường là làm sẽ bị sai. Rồi, bây giờ mẹo để làm phần này là sao? Các bạn nên nhìn ở đằng trước với đằng sau. Em đừng có dịch hết, em dịch em không hiểu nổi đâu. Mà khi em dịch một hồi, ủa cái nào nó cũng đúng hết trơn á, nên em đừng dịch. Mà em nên nhìn đằng trước chỗ cần điền và đằng sau chỗ cần điền. Đáp án nó sẽ nằm đâu đó na ná trong hai cái khúc đó. Rồi, cô sẽ bày cho các bạn. Thì theo nguyên tắc, các bạn vẫn phải đọc trước cái đề đáp án. Từ câu A tới câu H, các bạn vẫn phải đọc qua. Các bạn phải gạch chân. Gạch chân để làm gì? Gạch đọc qua để làm gì? Để nó động trong đầu mình một chút xíu. Mình hình dung được chút chút về cái bài đó. Đó, thì các bạn nên đọc qua. Rồi bắt đầu gạch chân, đọc thì gạch nha. Câu A, thì người ta bảo là use your experience to choose a book. Câu này nói về chuyện là đi lựa sách. Khi chúng ta mua sách, chúng ta mua bằng cách nào? Chúng ta dựa vào experience. Mình dựa vào kinh nghiệm bản thân để lựa sách. Ví dụ em là một đứa thích đọc sách, nhìn cái quyển sách đó của cái tác giả đó, em biết là cái sách này hay. Nhưng mà ví dụ như em là người chưa bao giờ đi đọc sách, đi mua sách, kiểu mình rất là ghét đọc sách, mình vô mình nhìn quyển nào nó cũng khó lựa. Nên cái experience là như vậy đó. Người nào hay đọc sách, hay đi mua sách thì lựa sách sẽ dễ hơn. Rồi, là câu A. Rồi, câu B nha. Understanding vocabulary from context. Vậy chỗ này nghĩa là hiểu nghĩa thông qua ngữ cảnh. Em đọc một cái bài bằng tiếng Anh, em không hiểu cái từ đó, nhưng mà em nhìn đằng trước, nhìn đằng sau, em sẽ biết là cái từ đó nó nghĩa là cái gì. Người ta gọi là understanding vocabulary from context, là đoán nghĩa từ tình huống. Hoặc nếu như có những trường hợp mình không đoán được nghĩa, thì mình cần những cái gọi là other ways, tìm những cách khác để tìm ra nghĩa, ví dụ bấm điện thoại chẳng hạn.
Đó, thì ở câu B nó bảo rằng dựa vào nghĩa trong tình huống và những cái phương pháp đoán nghĩa là kỹ năng đó, nó là important reading skills đó. Câu A là mua sách bằng kinh nghiệm, câu B là kỹ năng đọc sách là đoán nghĩa. Rồi, câu C nha, the first thing, cái thứ đầu tiên cần phải làm đó là predict. Predict đoán đấy em. Tức là kiểu là các bạn vừa coi một cái bộ phim Hàn Quốc, mới coi tập 1 thôi các bạn đã đoán được kết thúc của bộ phim rồi. Cái đó gọi là predict, là mình đoán trước. Đó, điều đầu tiên cần làm khi đọc sách là đoán. Rồi, là câu C. Tới câu D nha. Purpose. Purpose mang nghĩa là mục đích. Mục đích của nó là tìm ra cái câu trong bài mà chứng tỏ là câu này đúng hay sai. Vậy muốn ra true or false thì các bạn phải có cái dạng bài tập là true or false. Vậy mình cứ nhớ tới câu D là bài tập true false, tìm đáp án đúng sai. Đó là của câu D. Rồi, câu E nha. Đây là ví dụ. Một họ đưa ra ví dụ thì thường họ đang giải thích gì đó xong họ cho em ví dụ. Rồi, ví dụ này nó bảo cái gì? If you need information about map reading, nếu em cần thông tin về hướng dẫn cách đồ thì làm sao? Đi lên thư viện tìm sách. Đây là câu ví dụ của nó. Vậy mình cứ nhớ là cần tìm thông tin về cái đó thì đi lên thư viện, là xong câu E. Rồi, câu F nha. There are many parts to answer these questions. Vậy nó phải có câu hỏi, tại vì chữ cuối cùng là questions mà. Chỗ này phải có câu hỏi thì họ sẽ kêu có nhiều cách để trả lời, là chọn câu F. Rồi, tới câu G là câu nếu nè. Nếu những ý kiến, những cái ideas or sentences are what we expect, tức là nếu mà nó giống như cái mình đoán thì mình đọc tiếp, mà thấy nó sai thì thôi đừng đọc nữa. Đó, ý của câu G là vậy. Và câu cuối cùng chúng ta sẽ có là các kỹ năng skimming, scanning và surveying là những kỹ năng để áp dụng cho cái gọi là rapid reading, tức là đọc nhanh. Rồi, đọc hết một loạt xong, chúng ta nhớ lại trong đầu mình. Ý đầu tiên câu A là sao? Lựa sách bằng kinh nghiệm. Câu B, kỹ năng đọc sách quan trọng là đoán nghĩa. Điều đầu tiên, first thing là phải đoán trước. Câu D là bài tập đúng sai, chọn câu D. Rồi, ví dụ cần thông tin thì đi đâu? Đi thư viện. Rồi, câu F nha, là có câu hỏi thì có câu trả lời, là câu F. Nhiều cách để trả lời. Tới câu G, nó đúng cái mình đoán thì mình đọc. Và câu cuối cùng là cái rapid reading, muốn đọc nhanh thì phải đọc lướt. Rồi, đó là hết. Trong đầu mình phải định hình được sơ sơ những thứ này. Riêng cái phần này các bạn phải hiểu nghĩa. Chỗ này em buộc lòng phải hiểu ý sơ sơ. Em phải nhớ sơ sơ trong đầu như cô á. Thì em làm nó mới dễ. Còn kiểu mà từ gì đây, ủa này là gì, không hiểu gì hết trơn vậy, thì thôi em quấn lụi đi nó mau hơn. Rồi, sau khi mình xong rồi, bắt đầu nhớ hết 8-9 cái ý, 8 ý đó. Rồi bây giờ bắt đầu mình đọc đáp án, đọc bài. Thì chúng ta sẽ đọc câu số 16. Mới vô là gì? What is reading? Chấm hỏi. How do you read? Chấm hỏi. Vậy mới vào mình nhìn thấy có hai cái dấu chấm hỏi nè. Vậy người ta đang hỏi là đọc sách là gì, bạn đọc như thế nào, thì mình cần phải trả lời. Vậy các bạn thấy à, đáp án nó phải nhất định là cái gì hỏi hỏi trả lời gì đó. Rồi các bạn nào nhớ đáp án không vậy? Đáp án không vậy? Chỗ này nó đang bảo mình là phải có câu hỏi kìa. What is reading? How do you read kìa. Vậy trong 8 cái này cho mình câu hỏi. Hai câu hỏi có ai đến được đáp án không em? Lại nha, nó lại cho ai chưa nghe kịp nè. Mới đọc vô bài họ cho em hai câu hỏi, what is reading, how do you read, cho mình hai câu hỏi với hai cái dấu chấm hỏi. Bây giờ mình cần phải chọn cái ý tiếp theo. Thì nếu người ta đang hỏi mình thì tiếp theo câu số 16 mình phải làm cái gì? Từ câu A tới câu H có cái chỗ nào liên quan tới nó không mọi người? Giả bộ ai thấy giùm tôi một cái coi. Ừ, giỏi quá. Em nghe được gì chết liền à? Ủa đẹp rồi, em có nghe cô nói không? Mấy bạn có nghe cô nói không? Hay chỉ có mỗi mình một bạn không nghe được vậy? Có mỗi bạn Ngọc không nghe cô nói hay là mọi người đều không nghe cô nói? Lâu lâu nó bị giật hả? Nãy mất tiếng hả? Nói lại lần nữa nha, tội tôi ghê vậy đó. Cô ghét vậy online lắm nè. Rồi, nói lại đây. Hiện tại là cô đang bày các bạn là phải gạch chân cho các cái từ trong cái đề bài á, trong cái đáp án đó. Chúng ta có 8 cái đáp án thì các bạn phải gạch chân từ khóa của các đáp án đó. Sau khi em gạch chân xong, em phải định hình trong đầu mình 8 câu đó nó nói cái thứ gì. Câu A là đi mua sách thì lựa sách bằng kinh nghiệm của bản thân. Câu B nói về kỹ năng đọc sách là đoán nghĩa từ tình huống.
hoặc là gì đó kiểu đó. Câu C, cái điều đầu tiên khi mình đọc sách là mình phải đoán trước, đoán coi nó nói cái gì. Rồi, câu D là phải có dạng bài tập true or false. Như vậy nó sẽ có dạng bài tập đúng sai. Thì chọn câu D. Rồi, câu E, cần thông tin thì đi thư viện. Câu F là có nhiều cách, nhiều câu trả lời cho câu hỏi. Như vậy phải có câu hỏi thì mới nói câu này được. Phải có xuất hiện câu hỏi ABCD gì đó. Xong mình mới trả lời là có nhiều câu trả lời. Đó là câu F đó. Tới câu G, nếu mà em đọc mà em thấy nó viết giống cái em đoán thì em đọc. Mà nó viết sai thì đừng có đọc nữa. Rồi, câu hát nha. Muốn đọc nhanh thì phải áp dụng kỹ năng skimming, scanning và surveying. Đó là cái chỗ đề bài. Vẫn chập chờn hả? Trời ơi, sao khổ đời tôi vậy? À, giờ làm sao em? Để cô ao ra nha em. Cô thử cô ao ra cô vào là có nó có khá hơn không? Đó lần thứ ba nè, bắt đầu mệt rồi nha. Đây, à, cô đang nói là với cái dạng bài tập này nha, cái dạng bài tập mà khi vô thi họ cho em dọn bài bài số 4 đó, thì các bạn phải nhớ đọc qua trước 8 cái đáp án người ta cho. Sau khi em đọc qua 8 cái đáp án đó, thì khi đọc, các bạn nhớ là vừa đọc vừa gạch chân từ khóa để mình nhớ, lát sau mình khỏi quên. Rồi, bắt đầu lúc đó mình ráng mình hiểu coi nó nói cái gì. Thật ra em không hiểu cũng được, nhưng mà em hiểu thì em làm mau hơn. Rồi, vậy ở câu A, họ đang quan tâm đến việc là em đi mua sách, đi lựa sách thì em dựa vào kinh nghiệm bản thân. Nếu trong bài đọc nó có cái gì liên quan tới chuyện là mua sách dựa vào kinh nghiệm bản thân thì em chọn câu A. Rồi, nếu trong bài nó có nói về kỹ năng đọc sách là đoán nghĩa thì em chọn câu B. Nếu trong bài họ bảo em cái điều đầu tiên cần phải làm khi đọc sách là đoán trước nội dung thì em chọn câu C. Này, trong bài đọc của mình nó có cái nội hoạt động là đúng sai, chọn câu đúng, chọn câu sai đó thì chọn câu D, thì em sẽ đó là đáp án là câu D đó, hướng dẫn cách làm bài đúng sai. Rồi, nếu như họ muốn mình đưa ra một cái ví dụ là cần thông tin thì đi đâu để kiếm thông tin? Chúng ta đi thư viện thì em chọn câu E. Rồi, nếu như trong bài có các câu hỏi mà mình là cái tiếp theo phải trả lời đó thì chọn câu gì đó, câu F. Nếu như cái bài đó các cái câu nó đúng với cái em đoán thì em chọn câu G. Và cái cuối cùng họ đề cập tới kỹ năng đọc nhanh thì các bạn sẽ chọn kỹ năng skimming scanning gì đó là của câu H. Rồi, giả bộ mà không nghe được thì tôi lơ đi nghe. Nói tới cỡ đó thôi là mệt lắm rồi. Rồi, bây giờ mình vô bài đi rồi mình hiểu. Này, vậy thì sau khi các bạn đọc hết từ khóa rồi, các bạn hiểu sơ sơ 8 cái ý đó, bắt đầu các bạn đọc bài. Thì cái bài này của mình á, câu đầu tiên là what is reading chấm hỏi, how do you read chấm hỏi. Vậy thì họ đang đưa ra cho mình hai câu hỏi. Tiếp theo mình cần phải điền vào. Thì em tưởng tượng là em đi ra đường, em gặp một người, người ta đưa em, người ta đặt cho em hai câu hỏi. Thì tiếp theo khi em mở miệng, em sẽ phải nói cái gì chỗ này? Các bạn sẽ phải đưa ra câu trả lời. Người ta hỏi em mà giống như how are you thì các bạn phải trả lời I'm fine, thank you and you, đúng không? Như vậy chỗ này nó đang hỏi mình là đọc là gì, bạn đọc như thế nào, nó đang đưa ra câu hỏi thì mình cần phải đưa ra câu trả lời. Rồi, vậy chúng ta sẽ kiểm tra trong 8 cái câu mà mình mới vừa phân tích đó, cái chỗ nào là có cái chữ câu trả lời cho câu hỏi gì đó là cái đáp án của đề đó. Vậy đáp án câu số 16 là câu gì vậy? Vậy ai gõ lần rồi gõ lại lần nữa đi em ơi. Ừ, đúng rồi đó. Rồi, hiểu rồi ha. Như vậy, vì họ đang cho mình là hai câu hỏi, cho nên ở cái vị trí cần điền, mình phải điền cho họ một câu trả lời. Vậy thì câu trả lời của mình sẽ là câu F cho số 16. Có nhiều cách trả lời cho cái câu này. Đó, là xong được câu 16 nha. Là được 16F. Rồi, cuối vở thì sẽ có khung viết vô 16F. Xong câu 16, qua câu 17 nha. Câu 17, cái khúc nó viết kệ nó em, cái chỗ mà we know that they are worthy đó, em đừng có quan tâm, em lơ đi. Em nhìn số 17 cho nó mau nè. Rồi, trước câu 17, họ viết cái gì? Reading is a process.
Bạn nào mà biết chữ process thì quá giỏi, nó là một cái quy trình. Bạn nào không biết thì lơ đi. Em sẽ biết được chữ series. Mình hay coi phim mà dạng là series phim đó, là một chuỗi đó. Vậy người ta bảo là reading, đọc sách là một chuỗi những cái actions, những cái hành động liên quan với nhau. Vậy nếu nó là một cái chuỗi thì câu số 17 nó là cái gì đây? Thử đoán, có đoán ra không? Không đoán ra thì cô bày cho ý nữa. Rồi, họ đang cho mình là đọc sách là một chuỗi gồm có nhiều hành động liên quan với nhau. Rồi, các bạn đoán là câu 17 là câu C. Không biết nó là gì luôn á. Rồi, bây giờ giả sử bạn nào mà tới đây chưa đoán được nha, thì mình đọc tiếp câu sau. Câu đằng trước, đọc sách là một chuỗi nhiều hành động. Câu đằng sau số 17 nha. Chúng ta guess. Guess là cái gì ta? Guess là đoán. Chúng ta đoán cái nội dung. Rồi gì chúng ta đọc, rồi chúng ta sử dụng như predictions nè, là lại đoán đó. Vậy chỗ này đáp án số 17 nó phải loan quanh trong cái gì mà đoán gì đó. Rồi, phải ra được đáp án không em ơi? Đó, rồi mọi người sẽ ra được đáp án. Là đáp án đúng của mình là câu 17. Bạn nào thông minh là đoán từ đầu kia. Tại vì đọc sách là một chuỗi nhiều hành động, cho nên trước tiên, cái điều đầu tiên cần phải làm là, thì mình sẽ chọn câu C nhờ chữ first thing. Còn bạn nào mà không đoán được như vậy thì chúng ta thấy chữ guess với chữ predictions, thì em chọn đáp án cũng là câu C vì có động từ predict. Thì em làm kiểu gì làm, miễn sao ra câu 17C là em giỏi rồi. Rồi, xong, được hai câu nha. Rồi, tiếp tục, số 18. 18, đằng trước số 18 là cái prediction nó đi với 17 rồi. Cho nên cái khúc đằng trước 18 mình không quan tâm. Mình quan tâm cái khúc đằng sau á. Rồi, đằng sau nó hỏi mình là which of these books would you choose? Bạn sẽ chọn sách nào? Đây, mình có động từ chọn nè, có động từ choose nè, chọn sách nè. Rồi, bạn sẽ chọn quyển sách nào? Quyển sách nào thì tốt hơn? Như vậy khi em đọc tới chữ which books do you choose gì đó, thì các bạn sẽ nghĩ ngay đáp án của mình sẽ là câu A, tại vì có chữ choose. Nhưng mà câu A nó phải có cái experience nữa nha. Cho nên mình phải nhìn lại coi chỗ này đúng chưa, coi chừng sai. Thì mình đọc tiếp, nó còn một câu nữa là which is the best, cái nào thì tốt hơn. Vậy nó đưa cho mình hai quyển sách. Quyển sách này là về cái gì đó, là Traveler's Guide, là hướng dẫn đi du lịch. Rồi Understand Maps gì đó là về bản đồ. Vậy thì em nhìn lại thử, trong các đáp án từ câu A tới câu H, cái câu nào là giống chỗ đó nhất? Cái gì liên quan tới là chọn sách, lựa sách, tìm sách? Rồi cái gì có là du lịch, rồi cái gì bản đồ gì đó? Câu nào đúng hơn vậy? Rồi đây, mở lại cho nhìn nha. Chúng ta sẽ có chữ đầu tiên là cái chữ là choose, là chọn sách nè. Books you choose đó là chọn sách. Rồi nó lại cho mình hai quyển, là cái du lịch ở châu Á, rồi cái gì là hiểu bản đồ gì đó. Vậy em thử nhìn trong mấy cái đáp án còn lại, cái đáp án nào mà nó có liên quan là sách nè, tìm sách, lựa sách, chọn sách, rồi cái gì bản đồ rồi gì gì đó đó. Câu nào có đủ hai ý đó thì là đáp án đó. Yeah, các bạn thấy rồi đó. Rồi, đáp án đúng của mình chỗ đó sẽ là câu E. Tại vì ở câu A chỉ có mỗi một chữ choose thôi thì chưa đủ. Nhưng câu E chúng ta sẽ có là có map nè, có find books nè, là đi chọn sách, tìm sách, kiếm sách nè, mà về cái chuyện bản đồ nữa. Vậy đáp án đúng của mình sẽ là câu 18E. Rồi, câu 19 nha. 19 chỗ này nó nói gì dài dòng lắm, chúng ta chỉ quan tâm cái chỗ gần gần mình thôi. Vậy chúng ta sẽ có là you know from the titles of the books, là cái gì bạn biết từ cái tiêu đề của sách. Nói vậy mình không hiểu đâu, nói gì không hiểu nơi. Đọc câu sau. Câu sau nó bảo là in the same way your experience help you in reading, cũng giống như cái đằng trước thì cái kinh nghiệm sẽ giúp em. Vậy cái đằng trước là cái thứ gì mà nó giống với cái này? Giống như cái đằng trước, cái kinh nghiệm sẽ giúp mình đọc. Vậy cái đằng trước là cái gì? Cái gì cũng liên quan experience gì đó. Câu sau là giống như vậy, in the same way là cũng giống vậy đó. Giống vậy, kinh nghiệm sẽ giúp em. Rồi, vậy em nhìn coi cái đống còn lại, có cái chỗ nào liên quan tới cái chữ đó không? Cái nào giống giống đó không? Ừ, đúng rồi, ra đáp án rồi đó. Rồi, vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đúng của mình là câu A. Cái kinh nghiệm của mình sẽ giúp mình chọn được quyển sách. Và câu này nó nói trước, câu 19 đó. Kinh nghiệm của em sẽ giúp em chọn được sách. Cũng giống như vậy,
kinh nghiệm của em sẽ giúp em đọc sách tốt hơn. Tức là em càng đi mua nhiều sách thì kỹ năng chọn sách của em càng tốt. Em càng đọc nhiều sách thì cái kỹ năng đọc sách của em càng cao. Đó, ý là câu 19 là như vậy đó. Thì mình thấy à, có experience sao mình chọn được. Rồi, 20 nha. Đằng trước, cái chỗ trước của 20 á là cái gì? We all do this testing fast gì đó, think about it, gì đó không biết đâu. Coi cái đằng sau nè. If the ideas are not what we expect, we change our ideas. Vậy chúng ta kiếm cái câu nào mà nó nói giống giống vậy đó. Nếu những cái ý tưởng đó thì không giống cái mình muốn thì mình đổi đi. Vậy đằng trước họ phải có một cái câu gì tương tự nữa. Số 20 là cái gì đó tương tự cái câu if the ideas are not what we expect. Để các bạn chọn được số 20 là chữ gì không? Kiểu không kịp nghe nha. Ở số 20, cái khúc đằng trước là cái gì testing gì đó khó quá, không hiểu, lơ. Chúng ta quan tâm đằng sau số 20. Đằng sau số 20 họ bảo là nếu những if the ideas, nếu những cái ý tưởng đó are not what we expect, không có giống cái mà mình mong đợi thì mình phải thay đổi nó đi. Vậy thì nó phải đáp án nó phải cái gì tương tự, nó phải hơi hơi na ná cái câu này. Có cái câu ừ ra đáp án thôi, trời học trò tôi nó giỏi quá đi. Rồi đáp án đúng của mình sẽ là câu G. Nếu như những cái câu và những cái ý tưởng mà nó giống với cái mình đọc thì mình tiếp đặt mình đọc tiếp. Nhưng mà nếu như nó không giống thì đổi đi đừng có đọc nó nữa. Đó là xong. Vậy em sẽ ra được trọn vẹn cái bài đọc này. Vậy chúng ta tóm lại. Người ta hỏi là đọc sách là gì? Em thường đọc như thế nào? Họ trả lời câu 16 F. Có nhiều cách để trả lời câu hỏi này. Rồi nói tiếp, đọc sách là một chuỗi rất nhiều hành động. Vậy câu 17, khi mới đọc thì thường mình phải đoán cái nội dung đó trước. Rồi bắt đầu họ nói tiếp gì đó, ra silo gì đó, bắt đầu mình ví dụ. Bây giờ mình muốn tìm sách về mấy cái bản đồ thì mình sẽ đi lên thư viện, xong nó cho mình hai quyển sách. Bây giờ chọn quyển nào bây giờ? Mình sẽ dựa vào kinh nghiệm của bản thân, đọc cái tiêu đề để mà chọn được quyển sách đúng. Rồi bắt đầu sau đó mình lật ra mình nhìn 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 nếu như mà những cái điều trong sách nó giống cái mình đoán thì mình đọc tiếp, mà nếu nó không giống thì đổi sách khác đi. Đó hết bài, nó chỉ vậy thôi là xong. Thì dạng bài tập này thật ra là nếu như các bạn làm quen các bạn sẽ thấy nó không quá khó, nhưng thật ra vấn đề là em không quen cho nên em thấy nó khó, nên cô chỉ hy vọng là các bạn hiểu cách làm đọc đề, gạch chân từ khóa, gạch chân xong phải hiểu được cái ý chính của nó, đại ý nó là gì. Rồi đọc cái câu đằng trước và cái câu đằng sau của cái chỗ cần điền để tìm ra đáp án phù hợp nhất. Đó là xong. Rồi, các bạn có tiêu hóa được cái đoạn cô vừa nói không em? Hiểu được không vậy? Hiểu không? Để Dạ hiểu không? Ok em. Rồi. Mấy bạn khác chắc cũng hiểu ha. Rồi, cô cảm ơn các bạn. Rồi, chúng ta qua phần tiếp theo nha. Phần của mình sẽ là phần số 5. Phần số 5 này thật ra thì nó không có khó. Cái này các bạn học từ hồi xưa rồi, từ lớp 10, 11, 12 các bạn đã học rồi. Miếng nước đi. Đây. Phần thứ năm là các bạn làm xưa nay rồi. Lớp 7 là bắt đầu làm cái dạng bài tập này. Lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, 11, 12 lại học gì đó là biết rồi. Nhưng mà do mình không có quen. Thì dạng bài này nó không khó nhưng nó bắt em phải hiểu ngữ pháp. Rồi. Đối với dạng bài tập này các bạn sẽ có 5 câu từ 21 tới 26. Họ sẽ bỏ chỗ trống cho em và trắc nghiệm A, B, C, D để em chọn. Thì phần này ai mà học được thì học rất giỏi tại vì nó là ngữ pháp. Cho nên bạn nào học được rồi thì sẽ thấy phần này rất dễ. Mà bạn nào học không được thì phần này sẽ rất khó. Cho nên thôi, ráng làm được bao nhiêu thì làm. Ví dụ như 5 câu, điền được 2 câu là giỏi rồi. À, rồi có một bạn mới bao vô là thử câu 21 là câu C nè. Rồi chúng ta sẽ quan tâm chuyện gì xảy ra với những câu này ha. À, đây, cô ăn phóng này cho nó bự hơn cái lúc nãy thôi chứ. Trơn. Câu số 21 nha, cô không nhìn lung tung đâu, cô chỉ nhìn trước số 21 thôi. Cô bắt đầu từ đầu câu. Your new job sounds very interesting and you gì đó with it. Thì một số bạn sẽ nhìn thấy đây có chữ and. Chúng ta có nguyên tắc là có một nhóm người ta gọi là fanboys.
fanboys rất là đồng dạng đó. Vậy fanboys nó thành thế này, cô viết trong tin nhắn cho các bạn nha. Đây, cái chữ gốc của nó là chữ fanboys, nó được lấy từ các chữ là chữ for, chữ a của chữ and, chữ n của chữ no, chữ b của chữ but, chữ o của chữ or, chữ y dài của chữ z và chữ s chữ sâu. Rồi, cái khúc này người ta gọi nó là fanboys. Sẵn tiện thì các bạn nhớ luôn đi, gặp cái nhóm fanboys này thì chúng ta nên lưu ý là phải đồng dạng. Đồng dạng là sao? Ví dụ câu trước cô bảo là he is clever, rồi câu này cô vừa viết là bị sai. Chúng ta có chữ and nằm trong fanboys, nhưng đằng trước clever là tính từ, mà đằng sau smartly là trạng từ là sai rồi. Cái đó nó không có đồng dạng. Đồng dạng tức là chúng ta phải viết hai chữ nó giống nhau, clever and smart. Đó, phải như thế này thì mới gọi là đồng dạng, hai bên giống nhau. Hoặc ví dụ như I often cried when I was young. Ví dụ như câu này thì chúng ta có là khi tôi còn nhỏ tôi thường khóc nhè. Vậy thì sự việc này xảy ra hồi mình còn nhỏ lận, cho nên hai vế nó phải cùng chia thì quá khứ. Đó, cái gọi là đồng dạng là như vậy đó. Rồi, thì có một số bạn họ nhìn vô họ sẽ thấy ok, có chữ and nè. Trước chữ and là chữ interesting. Vậy thì các bạn sẽ chọn đáp án nào có chữ interesting? Các bạn sẽ chọn đáp án là câu C và câu D. Là chọn ngay và luôn, chọn luôn câu C hoặc câu D. Rồi, giữa hai câu C với câu D thích chữ nào khoanh chữ đó. Đó là cái các bạn thường hay làm. Tuy nhiên, ở đây các bạn phải để ý, chủ ngữ của câu này nó khác nhau. Nếu em nhìn câu mà cô viết á, cái câu mà he is clever and smart, thì nó cùng một chủ ngữ. Chúng ta cùng chủ ngữ he, cùng một động từ is, và chúng ta sẽ có tính từ là clever and smart. Thì cái này đúng, không sai. Nhưng đề bài chỗ này là your new job, công việc mới của bạn, thì nó sounds very interesting. Tuy nhiên, cái vế bên kia nó không phải là and gì đó, mà nó có chữ you nó xuất hiện vô đây. Vậy thì hai chỗ này nó không có liên quan với nhau em ơi, nó là hai cái mệnh đề, chứ không phải là hai tính từ. Em không được điền cái chữ pleasing là bị sai hoàn toàn. Tại vì ví dụ vậy thì được nè, your new job very interesting. Rồi, nó chữ and, thì cái chỗ đó em điền chữ pleasing là đúng. Tại vì là interesting và pleasing đi chung với nhau bởi chữ and. Nhưng chỗ này nó đã cắt ra cái chủ ngữ you rồi. Cho nên câu C với câu D là sai. Mình phải bỏ câu C với câu D đi. Mình chỉ được chọn giữa câu A và câu B thôi. Rồi, vậy giữa hai câu A với câu B thì chúng ta có chữ look là cái nhìn, nhìn bề ngoài. Ví dụ bạn trông thật đẹp, you look so beautiful. Bình thường là look thì phải là look beautiful ha. Nhưng ở đây, người ta cho mình là thanks for your letter, hương lá thư của bạn. Vậy thật ra hai người này không có nhìn mặt nhau, mà hai đứa này viết thư cho nhau. Vậy nếu em viết thư cho người ấy thì làm sao em nhìn thấy cái mặt của người ta để mà em kêu người ta là look pleased được? Nên đáp án đúng chỗ này chúng ta chọn phải là câu A. Có nghĩa là thông qua cái lời mà bạn mô tả cái công việc đó thì cảm giác công việc mới của bạn rất thú vị và bạn có vẻ hài lòng với công việc đó. Nên câu 21 các bạn phải chọn câu A. Như câu 21 là câu khó. Nó khó đầu tiên là vì nó bẫy mình. Nó làm cho mình tưởng như chữ interesting với chữ pleasing. Nó bẫy mình là câu C với câu D. Cái khó thứ hai là cái chữ look với chữ sim nó giống nhau. Thì ở đây là lá thư. Thành ra chúng ta phải chọn chữ sim. Còn nếu mà ra ngoài đời hai đứa đang đứng nói chuyện với nhau, ví dụ như em tặng quà sinh nhật cho bạn, em tặng cho bạn cái nhẫn bằng kim cương, em thấy bạn mở mắt sáng chóe lên thì em kêu là you look. Thì cái chỗ đó là đúng. Là em đứng đối diện bạn thì được ha. Rồi, sẵn tiện đây, cô bày các bạn thêm một cái nữa, nhắc luôn cho các bạn. Một cái trường hợp là các tính từ kết thúc với ed và in. Cái này khác nhau. Thì các bạn nhớ giùm cô là những tính từ nào tận cùng bằng ed, nó sẽ mang nghĩa là thụ động. Rồi, còn những cái này người ta hay còn gọi nó là tiếp nhận. Nếu mà gọi là thụ động thực sự khó hiểu thì họ sẽ gọi nó là tiếp nhận. Và những cái mà kết thúc bằng đuôi in thì nó sẽ gọi là active meaning, tức là mang nghĩa chủ động hay còn gọi là gây ra. Cô sẽ giải thích cho các bạn hiểu ha. Ví dụ như chúng ta đang nói về chuyện là xem phim. Xem phim ha, chúng ta đang có cái vấn đề của mình là thường các bạn rất thích xem phim.
Ai cũng thích coi phim, tại vì mình hay coi review phim này nọ, mình rất là thích coi phim vì mình coi mình thấy nó thú vị. Vậy chúng ta sẽ có chữ thú vị của mình là chữ interesting hoặc là interested. Rồi sao chữ đó khó quá, lấy chữ exciting đi cho nó dễ nói. Exciting hoặc là excited. Đó, hai chữ này đều mang nghĩa thú vị. Nhưng nếu như em bảo là những bộ phim nó thú vị, ví dụ như em nói là the film is hoặc là worst đi ha, bộ phim thì thú vị, tức là bộ phim nó gây ra cái cảm giác, chẳng hạn như là coi cái bộ phim thật là cảm động. Có những bộ phim mà em coi xong mà em phải khóc luôn á, em vừa coi em vừa khóc, thì em nói là bộ phim nó cảm động quá, tức là nó có những cái cảnh mà khiến mình buồn, khiến mình thấy rơi nước mắt thì nó gây ra. Exciting cũng vậy, nó có nhiều cái cảnh hài hước mình ngồi mình coi cái mình phì cười, nó gây ra cảm giác thì đó gọi là thinking in. Còn em là người xem nha, ví dụ em ngồi em xem đó, em xem cái bộ phim hoặc là em xem cái trận đấu bóng đá thì cũng được, em ngồi em xem mà em cảm thấy mình nôn nao, mình hào hứng, mình mong chờ, thì lúc đó chúng ta sẽ dùng chữ là excited. Thì họ sẽ nói là I was excited hoặc là I was moved, tôi rất là cảm động khi tôi xem cái bộ phim đó ha. Rồi vậy chỗ này là mở rộng thêm, các bạn lưu ý những tính từ mà tận cùng bằng in là gây ra, còn những cái mà tiếp nhận cảm xúc thì mình sẽ làm là ed. Hồi xưa các bạn đi học giáo viên sẽ giảng là người thêm ed vật, à, người thêm in vật thêm ed, nhưng mà nó bị sai đó. Rồi cô lấy ví dụ các bạn làm những cô công nè, ai không hiểu thì thôi kệ đi, đừng quan tâm tới nó nha. Đang nói gì kệ cô đi em. Em ơi, cô chưa giảng qua câu 22 chờ cô xí luôn. Cô đang nói xa một chút xíu về cái chỗ mà thêm in với thêm đi. Thì các bạn có thể chọn những câu đáp án trong câu cô vừa viết không? Con chó thì nó frightened, nó nghĩa là sợ nha. Con chó thì nó sợ hãi bởi cái người chủ đáng sợ. Các bạn chọn những câu cái chữ nào đúng đi. Con chó sợ hãi bởi người chủ đáng sợ. Đúng rồi đó, giỏi rồi đó. Tức là con chó nó, cái người chủ họ gây ra cảm giác đáng sợ. Nên chỗ cái ông chủ thì các bạn phải chọn nó là chữ threatening. Boss, ông ta gây ra cái cảm giác đe dọa đáng sợ. Và con chó nó nhìn thấy nó sẽ bị rụt lại. Vậy thì cái con chó đó nó sẽ bị sợ hãi, nó tiếp nhận cảm giác nên nó sẽ là chữ frightened ha. Đó. Rồi cái này là giảng thêm cho bạn nào mà hiểu vấn đề, ai không hiểu thì thôi lơ. Rồi qua câu 22 nha. Ở câu 22 lúc nãy các bạn nào đưa đáp án cho cô ta? Câu 22 nãy các bạn. Đúng rồi, in là chủ động gây ra, còn ed là tiếp nhận, là bị động, tiếp nhận cái cảm xúc về mình. Rồi, nãy các bạn nào cho câu 22 là câu D. Rồi chúng ta kiểm tra câu 22. Ở câu 22 thì các bạn sẽ có nó đứng đầu câu sau dấu chấm nè. Vậy chữ sai đầu tiên là however. Nếu như however đứng đầu câu thì luôn luôn là however, xong rồi nó phẩy một cái. Rồi đây là vị trí của chữ however. However sẽ là chấm một cái, rồi however phẩy. Đây, các bạn nhớ nha, chữ however mình bỏ được. Không chỉ however không đâu, moreover cũng vậy luôn. Moreover nè, however nè, furthermore nè. Mấy cái chữ này nó giống nhau, nó sẽ đứng sau dấu chấm thì đằng sau nó phải là một dấu phẩy. Nên em bỏ được câu C. Rồi câu tiếp theo em bỏ được là câu A. Câu A là chữ already. Already này không đứng đầu câu. Already phải đứng sau chủ ngữ. Ví dụ như I have. Thì already phải đứng đằng sau chủ ngữ, đứng trước động từ. Vậy em bỏ luôn được câu A. Đáp án em chọn chỉ có thể là câu B hoặc là câu D thôi. Thì muốn chọn câu nào phải dựa vào nghĩa. Câu 22 họ nói rằng tôi vui
Tôi phải nói rằng thỉnh thoảng tôi nghĩ là mình nên chuyển đi. Như vậy không thể nào là bởi vì tôi sống ở đó tôi vui. Tôi phải nói rằng thỉnh thoảng tôi cần rời đi là không đúng. Nên đáp án đúng là câu D. Mặc dù tôi rất là hài lòng, rất là vui vẻ khi mà làm việc ở cái hãng phim đó, nhưng mà thỉnh thoảng tôi vẫn có cái ý nghĩ là mình phải chuyển đi. Thì đáp án câu 22 là câu D nha. Bạn nào làm D là giỏi rồi đó. Rồi, câu 23. Hồi nãy có một cái bạn gửi hết đáp án cho cô một lần rồi. Cô đi tìm cái đáp án của bạn đó đây. Rồi, 23 bạn, cái bạn bạn này bạn Thắng hả? Bạn gì ta? Bạn không biết tên gì luôn á. Rồi, có một bạn đặt câu 23B, 24B, 25AC, BBAC. Rồi, chúng ta qua câu 23 nha. Câu 23, cái điều mà tôi thích hơn khi mà sống ở nơi đây là cái gì đó? Vậy thì câu A, câu B, câu C, câu D đều là tính từ. Em không thể dựa vào chỗ này em chọn đáp án được. Có người họ thích ồn ào, có người họ thích yên tĩnh, có người thích đẹp, thích sạch. Nên hai ba em không làm được. Em phải tạm gác đó. Em coi câu tiếp theo. Có lẽ tôi nên nói là nó từng yên tĩnh. Như vậy có nghĩa là cái chỗ 23 với 24 giống nhau. Giống như này. Em thích cái cô bạn đó vì cô ấy rất là hiền. Xong em nói là không, phải nói là cô ấy đã từng rất hiền. Đó, thì là ý câu này là như vậy đó. Tôi thích sống ở nơi này vì nơi này rất là yên tĩnh. Nhưng mà thầm lại câu không, nhưng mà nói thiệt, phải nói là đã từng yên tĩnh. Thành ra câu 23 các bạn sẽ chọn đáp án là câu B, quiet, vì là nó đi theo cái ý của số 24. Rồi, phải nói là nó đã từng yên tĩnh, số 24 nha, chấm chấm chấm. Cho đến khi, chấm chấm chấm, bắt đầu là những cái xe tải lớn nó chạy ngang cái thị trấn này. Là các bạn hình dung giống như Đà Lạt mình ngày xưa, Đà Lạt ngày xưa rất là yên bình, rất là yên tĩnh, quiet luôn. Mà bao nhiêu năm sau bắt đầu kinh doanh phát triển, rồi du lịch phát triển, người đông đồ lên. Cho nên là thành phố nó bắt đầu rộn ràng hơn. Vậy thì chỗ này, câu 24, chúng ta không thể chọn được câu A, câu C với câu D là sai. Câu C với câu D mang nghĩa là chừng nào cho tới cái khoảng đó với những gì mình biết, không đúng rồi. Đáp án của mình chỉ có thể là câu A hoặc câu B thôi. Mà ở đây là cho đến khi những cái xe tải nó bắt đầu đi vào thị trấn này thì thành phố nó không còn yên tĩnh nữa. Nên đáp án đúng của mình câu 24 là câu B. Bạn nào mà làm sao chỗ này cẩn thận nha. 23, 24 là hai câu mà đi theo nghĩ với nhau đó. Cho nên là 23 là dựa vào chữ quiet ở trước 24. 24 là dựa vào ngữ cảnh. Ngày xưa nó từng rất yên tĩnh, nhưng bây giờ có xe nhiều thì nó ồn lên. Cho nên là nó yên tĩnh cho đến khi xuất hiện nhiều xe. Là 24B. Rồi, câu 25 nha. Bắt đầu câu 25 dễ này, 25 khỏi cần hiểu luôn. Trước 25 là chữ never, đằng sau là night. Thì các bạn biết là chúng ta có các giới từ là on, at, in, ba cái giới từ đi phổ biến đó. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án là câu A, at night, đúng rồi đó luôn ha, câu A, at night. Đó, như vậy các bạn sẽ có là các buổi trong ngày nha. Thì nếu như là buổi á, các bạn sẽ có 3 buổi là morning, rồi afternoon và evening. Nếu như các em gặp ba cái buổi là morning, afternoon và evening, các bạn luôn luôn phải dùng giới từ in và mã từ the. In the morning, in the afternoon và in the evening. Tuy nhiên nếu các bạn gặp những buổi còn lại, ví dụ như là 12 giờ trưa, rồi 12 giờ đêm, rồi ban đêm, thì các bạn dùng toàn bộ là chữ at. Cho nên chỗ số 25 là mình chọn chữ at. Rồi, 26. 26 thì người ta bảo là why don't you come and cái gì with us one week weekend? Tại sao bạn không đến và cái gì với chúng tôi? Như vậy chỗ này thì mình không thể nào đã đến thì không đi được. Come là đến, tức là ví dụ như em đang ở Vũng Tàu, em nói bạn em mà sao mày không tới Vũng Tàu, đã tới Vũng Tàu thì không thể đi nữa, nên câu D nó sai. Rồi, chúng ta sẽ có chữ rest ở câu B là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, tự nhiên đến nghỉ ngơi nó vô duyên quá. Nên đáp án đúng của mình sẽ là câu A và câu C. Một trong hai câu. Sao bạn không đến đây sống với chúng tôi, đến đây ở với chúng tôi? Đó, thì 26 phải là câu A hoặc câu C. Các bạn chọn câu nào? Ừ, câu C. Rồi, tại sao mình không chọn câu A? Các bạn nào giải thích được giùm cô là tại sao mình không chọn câu A không? Câu A vẫn đúng em ơi, live with us là vẫn hợp lý, stay with us cũng hợp lý, rest with us thì không được, go with us không dùng cho chữ come trong trường hợp này. Nhưng chữ live with us là dùng được, vậy tại sao không dùng nó em biết không?
Rồi làm khó các bạn rồi hả? Đây đúng rồi, giỏi quá, giỏi quá, quá giỏi, dễ sợ quá đỉnh luôn. Rồi, lý do ở đây là chúng ta có chữ one weekend. One weekend là một cái cuối tuần chỉ diễn ra 2 ngày là thứ bảy và chủ nhật thôi. Nếu như em không thể nào mà sống có 2 ngày được, sống là phải sống vài năm. Ví dụ chẳng hạn như em vừa mới chuyển vào cái chung cư, em hỏi bạn xong mà em tới đây ở chung với tao, sống chung với tao thì dùng chữ live được. Bởi vì là sống rất là lâu, nhưng đây chỉ có vào 2 ngày thứ bảy chủ nhật thì người ta không dùng chữ sống mà họ dùng chữ ở, tới ở chơi với mình 2 ngày nha. Rồi là xong. Như vậy đáp án đúng của mình là 21 A D B B A C. Thiệt ra là chỉ có câu A là khó, còn lại câu D, câu 2 3 2 4 câu sau các bạn đoán được đó. Câu 25 dễ, câu 24 với 26 cô nghĩ các bạn làm được. 24, 22, 23 hơi khó. Nói chung là có mỗi câu 21 là khó nhất thôi. Rồi, hết. Bài cuối cùng. Xong bài này là 7 giờ 15 là nghỉ luôn rồi đó. Rồi, tới bài cuối cùng này. Ở bài tập này thì nó khó hơn cái bài lúc nãy. Bài lúc nãy là em có 5 câu ABCD cho em chọn. Thường là dù sao mình còn lụi được. Thấy này giống giống cái kia, giống giống hên xui quánh bừa. Nó còn trúng được 25%. Còn qua tới phần cuối. Ráng lên lần, tới phần cuối thì các bạn không có từ mà các bạn phải tự điền thì nó sẽ khó hơn. Rồi, vậy chúng ta vẫn làm theo phương pháp cũ, đọc trước chỗ cần điền và sau chỗ cần điền, những lúc khác mình không đọc. Vậy đây, trước chỗ cần điền số 27 là động từ to be. Rồi, không giải quyết gì hết. Đằng sau các bạn có chữ dirty. Vậy thì chúng ta nên biết là dirty này là tính từ nha. Tính từ này mang nghĩa là dơ, dirty là dơ đó, là tính từ. Rồi, nếu bạn nào giỏi ngữ pháp, em nhìn thấy chữ to swim để em ra đáp án rồi đó. Rồi, có ai điền được đáp án với cụm từ là the seas and rivers are chấm 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 dirty to swim, có ai điền được đáp án không? Giỏi. Rồi, nếu bạn nào mà học chắc ngữ pháp em thì em sẽ biết cái cụm từ mà tính từ đi với to infinitive, to be cộng to cộng tính từ cộng to infinitive, có nghĩa là quá đến nỗi không thể. Nó quá gì đó, ví dụ tôi quá mệt đến nỗi không thể học được nữa, I am too tired to study, đó là quá đến nỗi không thể. Rồi, đây là bạn nào giỏi ngữ pháp thì nhìn tới đây biết được đáp án điền chữ to. Bây giờ bạn nào không giỏi ngữ pháp thì em bỏ chỗ này ra, em lơ nó đi, em nhìn tới đoạn cuối bài. Nếu em lơ nó đi, em đọc đọc hết hết bài tới câu cuối, em sẽ nhìn thấy là this is too important to ignore. Nó y chang câu này. Câu này là A, cái gì đó, dirty to swim. Thì nếu như em nhìn câu cuối bài, em cũng đoán ra được đáp án của mình là chữ to. Đây là cho những bạn nhanh mắt. Này, bây giờ ngữ pháp cũng biết, nhanh mắt cũng không có. Thì cách duy nhất là dịch. Dịch nghĩa là như thế này. Chúng ta đang dần dần phá hủy trái đất, biển và sông thì cái gì đó dơ để bơi. Có nghĩa là khi mà nói là dơ thì sao? Biển với sông nó đang quá dơ, rất dơ, thật sự dơ và quá dơ. Các bạn có rất dơ là very, có ai kêu very dirty bao giờ đâu. Chúng ta có really, really dirty, thật ở dùng được, có thể điền chữ really dirty, hoặc là quá dơ, too dirty. Thì nếu như em không biết ngữ pháp, em chỉ biết nghĩa thôi, thì em sẽ điền là really hoặc là too. Thì hên xui, điền too thì được điểm, really thì không được điểm. Đó, là nếu mà không biết thì mình sẽ chọn nghĩa. Có những bạn thì nó sẽ thông minh hơn, vì chữ destroy là phá hủy, cho nên không thể dùng chữ thật sự nó tầm thường quá. Mình đang phá hủy trái đất mà, mình phải dùng cái gì mạnh mạnh á, thì các bạn sẽ dùng chữ giờ. Đó, là ra 27. Rồi, 28 nha. 28, đằng trước là cái gì? There is so much, không giải quyết được gì hết. Mình chỉ biết là much là nhiều thôi. Đằng sau chúng ta có chữ in the air. Các bạn biết the air là không khí đó. Vậy thì trong không khí, much là nhiều, nhiều cái gì đó trong không khí. Rồi bạn nào giỏi thì đọc tiếp phía sau. Phía sau nó đang bảo là không khỏe, unhealthy là không khỏe. Và một cái là city, ở thành phố. Tức là ý câu này là với những thành phố trên thế giới thì không khí nó có nhiều cái gì đó mà không tốt cho sức khỏe. Đây là bạn nào giỏi thì dịch như vậy. Còn bạn nào không giỏi thì lơ đi. Nếu như em không giỏi thì em đừng có dịch nhiều như vậy. Em chỉ dịch tới đây thôi. Mình chỉ cần quan tâm là nhiều cái gì trong không khí. Rồi, trong không khí có nhiều cái gì? Ban đầu các bạn chọn chữ pollution. Lý do là vì em thấy nó là thành phố. Em kêu là ở thành phố thì bị ô nhiễm. Đó, cho nên khi các bạn giỏi thì các bạn dịch nhiều nó còn dễ sai đó. Thì chỗ này nó bị sai.
Ô nhiễm không gọi là unhealthy, đây là trong không khí có nhiều cái gì mà không có tốt cho mình để sống. Thì ô nhiễm là hiện tượng trên thế giới chứ không phải là cái ở trong không khí. Mình có ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn tùm lum các loại ô nhiễm. Nên nếu chỉ bảo là ô nhiễm trong không khí thì không đúng. Thành ra là khi các bạn dịch nhiều thì các bạn phải nhớ cẩn thận, là phải hiểu tới hết các ý. Ở thành phố lớn không thì trong không khí thường có cái gì? Thường sẽ có khói, bụi. Đó là mà tại vì thành phố thì nhiều xe, nhiều nhà, nhiều xe, nhiều nhà thì nhiều khói, nhiều bụi. Đó là nếu em dịch được nhiều nghĩa như vậy. Còn mà bạn nào dịch không nhiều thì nói như cô đó, chỉ cần nghĩ trong không khí có cái gì? Trong không khí thì có bụi, có gió, có hơi ẩm, hơi nước chứ đâu có gì đâu. Vậy chúng ta sẽ coi thử đó, có đứa nó ra khí CO2 này, có đứa ra bụi này, có đứa ra khói này. Đó thì mình chỉ nghĩ là trong không khí có nhiều cái gì thì mình sẽ có nhiều khói, nhiều bụi, nhiều hơi độ ẩm. Độ ẩm thì không giải quyết tới cái chuyện unhealthy, nó chỉ có thể là khói và bụi thôi. Tuy nhiên bụi thì nó không ở trong không khí em ơi, không có rành về vật lý đâu, nhưng mà nếu gọi là ở trong không khí bình thường của mình thì cái chữ khói nó sẽ hợp lý hơn. Trong không khí nó sẽ có khói, còn bụi thì có những nơi nó lại không có bụi nha, mà có những nơi bụi nó sẽ xuất hiện khi nào có gió nữa, nên riêng khói là ở đâu nó cũng có. Thì đáp án khói ở đây là hợp lý nhất. Thì lúc các bạn làm cái bài thì tùy theo khả năng của các bạn, biết được như bạn Luân thì giỏi ha, mà không được thôi sai, bỏ chữ đó đi, chả mát gì đâu. Rồi chỗ đó là chỗ khó, phải biết nghĩ, biết từ vựng thì làm được. Rồi, 29 dễ nè. 29 tất cả mọi người đều làm được nhờ cái hiện tượng hiện nay. Các bạn sẽ có sau số 29, trước số 29 là policeman, là công an thì cô không nói rồi. Traffic policeman là những cảnh sát giao thông thì cô không tính. Cô quan tâm cái đằng sau á. Các bạn có chữ oxygen mask, các bạn có nhớ chữ mask là cái gì không? Dạo này thấy cái mask này nhiều lắm. Đoán giỏi đó luôn. Rồi, dạo này các bạn có cái chữ mask rất là nhiều. Ừ, chữ mask nó có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên là mặt nạ và nghĩa thứ hai là khẩu trang. Vậy thì dù là mặt nạ hay khẩu trang thì đều là một thứ gắn lên trên mặt của mình. Vậy thì ở đây người ta yêu cầu mình là vì ô nhiễm trong không khí, ở đây họ bảo là cái khí ga có độc đó, cho nên khí thải của xe hơi nó có độc trong không khí, nên cảnh sát giao thông họ phải đeo khẩu trang. Vậy mình có chữ đeo khẩu trang là chữ gì ta? Đeo tức là mặt đó. Ừ, chúng ta sẽ dùng chữ đeo là chữ wear ha. Lúc nãy có một bạn điền chữ take. Chữ check ở đây không dùng được. Check có nghĩa là em mang đi em ơi. Ví dụ em đi ra đường em phải mang tiền trong người, cái đó gọi là check money. Nhưng mà cái này là em đưa nó lên trên mặt của em rồi, em không có để cái tờ tiền lên trên mặt của mình được, cho nên không dùng chữ check ha. Em mang khẩu trang tức là em nhét trong túi. Ngày xưa mình đi học mình hay nhét khẩu trang trong túi đó, gọi là check the mask là đúng. Nhưng ở đây là yêu cầu là phải đeo nó lên trên mặt, thì đáp án đúng là chữ wear nha. Rồi, số 30. Số 30 thật ra dễ. Bạn nào mà biết ngữ pháp là sẽ nhớ ngay. Các bạn có nhớ bên tiếng Anh nó có một cụm từ bắt đầu bằng chữ as không? As a cái gì á? Nó hay có một cái cụm từ đi luôn ba chữ, as a cái gì á? Bạn nào mà nhớ được cụm từ as a thì điền vào đây sẽ dễ hơn. Rồi nếu bạn nào nhớ thì gõ đáp án cho cô thử. Mà không nhớ thì cô bày cho cách khác. Thấy là các bạn không nhớ rồi không? Rồi, ví dụ như cô là vì cô biết, cô nhìn cụm từ as a là cô biết đáp án là cái chữ đó luôn rồi. Vậy bây giờ nếu như mà không em chữ ờ không đi với search được. Ờ đúng rồi, đáp án của mình là chữ result. Nếu như bạn nào mà quen á thì em sẽ biết cụm từ as a result, nó là nguyên một cụm là kết quả đó. Bây giờ giả sử em không biết thì em làm sao? Nếu không biết buộc lòng phải dịch. Ở đằng trước họ bảo là cut down trees, chúng ta đã chặt quá nhiều cây đến nỗi mà cái khúc này khó nè, có những cái vùng đất nó bị đất bỏ hoang đấy em, nhưng mà khúc này khó dịch thì lên đi. Kệ, mình chỉ quan tâm là chúng ta đã đặt chặt rất nhiều cây. Rồi, as a gì đó sau số 30 nha. Nông dân cannot grow enough, không trồng đủ. Là họ đang đưa ra vấn đề đầu tiên là mình đã chặt rất nhiều cây. Chấm chấm chấm, người ta không trồng đủ để ăn. Rồi phía dưới nữa, little rice, có rất ít gạo. Vậy thì chỗ này nó có một bên là chặt nhiều cây và một bên là không đủ thức ăn, không trồng, không có đủ đất để trồng trọt. Vậy cái từ cái quan hệ giữa hai cái chỗ này sẽ là nguyên nhân kết quả. Vì mình đã chặt rất nhiều cây cho nên chúng ta không đủ đất để trồng trọt, không có đủ lương thực để ăn. Vậy cái chữ vì vậy, cái chữ cho nên á, chữ đầu tiên là chữ so, là cho nên vì vậy. Chữ thứ hai các bạn có là chữ therefore, consequently và chữ as a result. Thì nó sẽ là chữ result nằm ở đây.
Đó, thì nếu như em biết liền, nhìn vào biết as a result điền thì quá nhanh. Còn nếu em không biết thì em buộc lòng phải hiểu. Hiểu là vì vậy, tức là chữ sâu, không được. Therefore không được, consequently không được. Thì nó phải ra một cái chữ kết quả. Kết quả bài thi, cái result đó là em điền ra đáp án nha. Rồi, 30 là xong ha. Bây giờ 31 nè. 31 thì chúng ta lại có là tigers, là những cái con hổ nè. Thì nó rare ở India. Bây giờ chữ rare này mình không biết, mình chỉ biết là, không biết chữ rare lên nó đi, dịch ở trên. Animals là động vật, quickly disappearing, động vật disappear là biến mất, động vật đang biến mất rất nhanh. Tigers, mấy con hổ, thì cái gì đó ở Ấn Độ, chấm chấm chấm, chúng ta đã giết quá nhiều. Như vậy họ đang bảo là động vật thì bị biến mất dần dần, động vật đang biến mất dần dần, mấy con hổ ở Ấn Độ thì ngày càng gì đó chấm chấm chấm, mình đã giết quá nhiều. Vậy thì chỗ này là quan hệ nguyên nhân hệ quả, nhưng thay vì câu lúc nãy câu 30 là nguyên nhân rồi hệ quả, thì câu 31 là hệ quả rồi nguyên nhân. Đáp án các bạn điền là chữ because, bởi vì mình đã giết quá nhiều cho nên những con hổ thì rất hiếm ở Ấn Độ thời này đó. Rồi tới câu cuối cùng 32. 32 nó bảo cái gì đây? Trước đó chữ join us now, tham gia với chúng tôi, khúc này chưa giải quyết được. Đọc trước nữa coi nó nói cái gì đây? Nó có chữ là we must act now, chúng ta phải hành động ngay trước khi quá trễ. Hãy tham gia cùng chúng tôi, hành động ngay trước khi quá trễ. Và câu cuối cùng, điều này thì rất quan trọng. Như vậy cái họ đang khuyên khách mình là coi Hoàng nó gõ cái đáp án như cô mà kiểu là nghĩ đi mệt lắm rồi đó. Đáp án đúng của mình chỗ này là chữ safe ha. Hãy cùng chúng tôi bảo vệ trái đất, hãy cứu lấy trái đất ngay bây giờ, nếu không thì sẽ muộn mất. Rồi, là xong. Các bạn hết toàn bộ 32 câu của bài đọc hiểu. Thì vô thi đó, phương châm vẫn là tối nay rảnh thì đọc lại đáp án đi em. Đọc hết 32 câu. Nếu như mà nhớ được bao nhiêu thì càng tốt. Mà nếu như mà vô thi gặp được thì quá mừng. Mà lỡ không gặp thì tự làm bài nha. Rồi những ngày tới khi các bạn có thời gian, ví dụ các bạn học reading vào thứ tư, thì các bạn cố gắng là tranh thủ đọc bài trước, làm bài trước. Em làm trước theo phương pháp cô bày. Xong rồi tới khi mà các bạn vô học với giáo viên sử thì em sẽ dễ làm bài hơn. Nên ai mà học được được rồi, xiên xiên một tí thì cố gắng là làm trước bài rồi vô học. Còn nếu bạn nào mà không đủ siêng, hơi lười thì là vô học xong tối về nhớ nghĩ lại đáp án một cái trước khi đi ngủ nha. Rồi bạn đã có xong 30 chưa? As a result, therefore, consequently là nguyên cụm đều mang nghĩa là kết quả nha. Rồi quay lên câu 29. Câu 29 là khẩu trang đấy em, đeo khẩu. Các bạn đã học với cô tối nay, chúng ta hết bài. Các bạn nào cần hỏi gì không em ơi? Rồi vẫn nhắc lại là cô Khanh cũng dạy quen hơn cô, nên nếu mà các bạn học với cô Khanh mà thấy cô Khanh dạy cái gì hay thì cứ học theo cô Khanh nha, không ảnh hưởng gì nha. Đừng kêu là học với cô xong rồi loạn hết rồi không học được với cô Khanh nha. Ok em, các bạn nào hỏi gì nữa không? Không ai hỏi gì nữa, các bạn có thể nghỉ. Cô sẽ đẩy bài này lên Google Classroom cho các bạn. Bạn nào thích thì có thể lên tải về để coi. Hoặc là đứa nào nó nghỉ học thì gửi cho nó coi cũng được. Cô nói tiếng miền Tây hả? Cô cũng biết cô miền gì nữa em, kiểu là chắc là cô bị lai á. Cảm ơn Đạt. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn các bạn tối nay đã học và tích cực nhắn tin.